cái góc nào nhà giàu đẹp nữa không ta? Trời ơi con đây. Ơi ôi sao má đã dặn con rồi, nấu dần cho má ăn nồi cơm, bắt lên thôi mà, cơm điện mà, có gì đâu mà lâu. Mà con không bắt lên giờ cơm nước đâu ăn, con đói bụng lắm chưa? Trời má, gì con? Sao kỳ vậy, người ta đang chụp hình đẹp muốn chết, má đưa cái mặt má vô hư cái hình người ta. Bậy rồi, con nhìn đi, quá đẹp luôn đó, hai má con mình đẹp ý như hai con khỉ má mới khỉ á con, mà khỉ cái gì? Ờ con không phải là khỉ, con là công chúa. Con ơi má, má im lặng cho con chụp. Chụp với con quỷ này, con quỷ này ai cũng nói giống con á. Ờ ai cũng nói con giống nhỏ này hết trơn á. Mặn quỷ này đại trà ghê, ai cũng giống nó. Con bữa nào mình nếu mà nó có bệnh hay có gì đó, cái con giả bộ con lẻn vô hay không, con giành vai của nó hay không, nó nghe nè, con đói bụng lắm chưa má? Ơi bụng nhỏ quá rồi nè con. Bây có giờ... đói bụng gì hết trơn, trời ơi con đang chụp hình. Chị sáng giờ con ăn cái gì chưa? Ăn rồi. Dạ hả? Cho má ké. Thôi mà banh cái hình người ta má này, đi ra chỗ khác đi má. Má nhìn coi, nhìn y như nhà của mình, có cái ngoài sao đẹp ghê không đó. Ha. Trời nhắc mới nhớ. Có gì vậy con? Sao tự nhiên con làm tùm lum, con dán lên làm chi rồi con chụp con đưa hình lên, người ta tưởng nhà mình giàu. Trời ơi nhà mình nghèo lắm đó nè, bộ dán rồi bộ bàn ghế nghèo lắm. Con ơi con đưa lên vậy là con giết má. Ăn cướp nó tưởng nhà mình giàu, nó vô nó giết con. Má không có biết gì trơn, trời á, ý của con là muốn cho người ta tưởng nhà mình giàu đó, đưa lên Facebook cho người ta biết, hiểu không? Cái giờ bây giờ xưa rồi, cái vụ mà có của giấu là xưa rồi, bây giờ có của mình phải phe ra. Trời ơi mà mình đâu có phải có của thiệt đâu con, sao cái ảo tưởng của con nó dễ sợ quá vậy con? Má đi vô đi, má nói chè đi, má đi vô nói chè đừng nói chuyện con, đi đi nhanh. Không má nhanh. Bán chè ấy rồi, má về nhà rồi, má vô rồi, đi vô ăn chè đi, đi vô chè. Ấy ly vậy đây, nhà này tôi bán chè bằng chén chứ đâu có bán chè bằng ly. Ai vậy? Ngô Ly là tên con, Ngô Ly tên con. Lý sao con đổi tên Mô Ly vậy con? Má đặt có con là tên Mơ. Trời ơi bộ tên Mơ nữa. Tên Mơ bộ xấu lắm sao con đổi Mô Ly? Trời ơi tên Mô Ly là tên nước ngoài, bây giờ ai cũng xài tên nước ngoài hết đó má. Má đi vô đi. Không được, con lấy tên Mơ cho má. Má. Mày chửi má hả? Chửi má nào? Con... mày nói má, khác nào mày chửi má. Má. Ý con nói là con lấy tên Mô Ly. Má. Má ơi đi. Má không mà cái kiểu của mày tưởng chửi má không à. Mẹ. Má mẹ nó cũng giống vậy đó. Má mệt quá má mày. Má khó mà má đi vô đi. Nha. Bây giờ con một hai là con chọn cái Mô Ly phải không? Mô Ly. Mô Ly phải không? Con là Mô Ly. Sao nó đẹp đó con. Má lấy kẹo con ăn nha. Tiếp bạn đi con, tiếp bạn. Mình ghê. Ê đi vô đây. Vô đây. Mở cửa. Cái cửa có cái gì đâu mà mở. Đây là không có mở, không có đóng gì hết hả? Sao không mở? Làm đợi nãy giờ. Ây da. Ê, bữa nay tụi bay đi đâu mà? Nhà mày lạ quá mày. Mày làm gì vậy? Bữa nay mới mua cái máy chiếu hả? Thể hiện. Gãy cái ghế nhà tao đứng ở đâu mà thể hiện. Trời ơi, đừng có leo lên vô, gồm chút má tao ra má. Tao tưởng chửi. Đó là sân khấu của mày tập chứ. Mày khùng quá cái bộ dáng đó. Ừ. Cái gì? Nói nhà mày ngon mày. Ừ. Ê, mày tự mặc đồ mày chụp hình luôn hả? Ê, tụi bay gì? Có bị điên không? Gì? Hả? Tụi bay ngày nào cũng qua nhà tao mà làm như lạ lắm hả? Không, tao nhận ra là mày mua máy chiếu, mày chiếu lên đúng không? Mày khùng quá. Cái này tao dán rồi, mày mới chiếu nghèo hay bà luôn mua mới chiếu. Ê dán sao mày không, mày gì dán hình khác, dán hình ông nội mày lên chi vậy? Không, kìa đó ông nội kìa đang đứng tung cánh kìa. Đâu ra tao phim Hàn Quốc đó ông nội. Ủa phim Hàn Quốc hả? Này đâu phải phim Hàn Quốc, cái này là ca sĩ Hàn Quốc. Ê mày nói cho má mày nghe vụ mày bị đuổi học chưa? Ê khùng quá mà xuống. Tao mà nó có vụ đuổi học rồi sao lấy tiền của má tao nữa. Sao mày ngồi vậy vậy? Trời ngồi vậy mới ra chin ơi. Thảo lao. Ra chin là cái gì? Gì ra chin, chin. Mày phát âm sai rồi. Tin là cái người Việt Nam nói. Còn mà cái người nước ngoài, tại ta có ông chú tao bên nước ngoài, ông nói là chin. À vậy hả? Ừ. Rồi xuống đi. Xuống đi. Gãy ghế nhà mấy tao. Con ơi. Ăn chè. Chè bác ăn ế. Mà ngon lắm nha. Bữa nay nắng quá không ăn chè hay sao á. Ăn chè. No. Ờ thôi. Ủa chứ ăn mà. Chứ sao
xong mới không mới nói nô. Ý nói là nô. No. No. À, con tên nô. Dạ. Con tên gì? Mày ok hả? Really? Mày qua câu hỏi luôn rồi hả? Không phải. Tao thích tên đó. Má bạn hỏi nó ok đúng không? Nó really là đúng rồi đó. Sao? Vậy thôi nói anh đi con. Sai luôn. Yes. Ok, ok. Hey, really? Oh no. Yes. Ok. Really? Thôi tôi khỏi ăn đi. Trời ơi, con chém nó chè mà tôi bay cứ no, yes, ok, really gì tụi nó hoài. Má vô má ăn hết ba chén con đi má. Má ăn hả? Má má ăn con đi. Chè này độc hại lắm, không có ăn, tụi con uống trà sữa, trứng trâu không ăn. Con nó bậy nghe, con nói tụi nó bắt buồn nghe. Chè của bác là chè đậu xanh, đường cát, nước dừa. Uống ba cái đó mới độc hại đó. Dạ, cái chè đó là dành cho mấy người lớn tuổi, còn tụi con là teen, teen, cho nên là tụi con là ăn ăn trà sữa với uống chân châu không à. Gì vậy? Thấy ăn đồ teen hả? Mày ăn bao giờ chưa, mày uống bao giờ chưa, nói ngượng ngạo vậy? Nào giờ có uống đâu. Người ta là uống trà sữa ăn chân châu. Thôi mệt quá, bây giờ gần tới giờ rồi nè. Má đi vô một con đi má. Thôi. Đừng sao mày chửi má mày vậy? Nó kêu mỗi lần kêu má là kêu má, giống như nó chửi vào đầu má vậy. Con kêu nhẹ cho má nghe. Má đi vô giùm con đi má. Nhấn chữ má cái. Mở TV coi chương trình. Bỏ đâu? Bỏ đâu? Bấm. TV đâu? Trời ơi, nhà mày hỏi tao. Quá trời mày nói gì mày? TV đâu? Nhà mày hỏi tao. Thời buổi giờ nhà nào cũng có TV á, đừng nói nhà mày không có TV. Đúng rồi, nhà tao có TV. Nhà nhỏ này chơi lớn luôn ta. Vậy là nhà chơi máy chiếu rồi. Có, nhà tao nghèo làm gì có TV. Chứ nhà mày có cái gì để coi được, mở coi được. Nhà tao có cái điện thoại à. Mở điện thoại coi đi. Mà nhà mày có wifi không? TV không có, làm có wifi mày. Trời ơi, TV có thể không có nhưng wifi không thể không có được. Không có, nhà tao có wifi. Vậy nhà mày có 3G không? 3G hết rồi. Trời ơi, mệt ghê, mày có điện thoại của mày không? Không. Tao cũng không có điện thoại luôn. Tao có nè mày. Bấm 3G qua tao ơi. Khùng quá, nó mở điện tao thoại nó coi. Tao share 3G cho mày coi, coi điện thoại tao hết pin sao. Vậy hả? Rồi tao mở 3G tao share qua mày nhận mày coi nha. Tao mở rồi đó. Hai cái điện thoại giống nhau mà màu sắc khác nhau ha. Bữa giờ mình phải chơi màu sắc chứ. Không hề nha. Ê mày, mày kêu má mày ra coi. Ê mày kêu má mày, mày ra coi. Thôi đừng có làm phiền má nữa, mình coi trước đi. Ê! Có rồi nè, có rồi. Có vô rồi. Đi báo đi. Bác đi báo đi. Báo gì? Đi báo công an đi. Trời ơi. Mày điên hả? Trời, tụi bay cướp của với người sao báo công an vậy? Ý cô nói là bác chạy nhanh lên phường. Bác chạy nhanh lên phường xong rồi bác báo với công an. Coi cả sớm này nè. Kêu cả sớm này. Mở tivi lên coi tụi con nha bác. Nha bác. Cứ giỡn với tụi con nha bác. Có gì cho má nó ơi, má ơi, bây giờ tụi con đi lên tivi rồi má ơi. Con lên tivi hả? Lên tivi, tụi con đi thi hát. Chương trình gì con? Những chiếc hôi tự tin. À, chương trình những chiếc hôi tự tin nè. Dạ. Má ơi, đi báo đi má. Rồi, cho bà chơi dòng họ đi coi má. Rồi. Tao mượn điện thoại vậy. Gì vậy? Tao gọi điện thoại về cho má tao. Thôi. Ê, bây giờ, trễ rồi, coi đi. Alo má hả? Kêu ở nhà mở tivi lên má. Dạ. Mày gọi không? Má. Thằng nô nói nè. Má ơi. Má tao. Má mày là kêu gì đi, kêu gì thôi, kêu gì. Dì ơi, chạy qua nhà má con. Dì nói với má con á là chạy qua nhà dì của con á. Đúng. Nói với dì của con là kêu bà ngoại con mở tivi lên. Má mày chửi tao. Ê, coi hình này tụi bay. Yes. Quảng cáo. Nhóm tiếp theo em ơi. Em có thi không? Tôi nói em á chứ nhìn ai. Có thi không? Không thi đi về. Là kêu nhóm mình á hả? Nhóm mình đâu phải tên nhóm tiếp theo đâu. Là tụi con hả chú? Đúng rồi, có thi không? Dạ, thi chứ, tới để thi mà. Thi thì bước lên giới thiệu cho người ta biết chứ ngồi dưới đi rồi ai biết tên. Dạ. Đó lẹ. Đứa nào giới thiệu đi. Mày đi. Đứa nào biết nói đi, đứa nào nói đi. Nhất mày nói đi. Rồi. Để tao cho. Mày nói đi. Ủa mày có râu đâu mà mày nói. Khùng quá. Bây giờ con nói cho nói đi. Dạ tại để con nhỏ con gái nói đi. Dạ. Chú ê anh nói là bạn gái đừng nói con nhỏ kỳ lắm nha. Dạ. Dạ thưa chú.
Dạ thưa, thưa quý vị khán giả. Lời nói đầu tiên. Dạ, lời nói đầu tiên. Cho bốn đứa con. Cho bốn đứa con. Gửi đến quý vị khán giả là chúc sức khỏe. Gửi đến quý vị khán giả là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ thưa, thưa chú và thưa quý vị khán giả, con là nhóm trưởng. Con tên là Molly. Và đây là thành viên của nhóm tụi con. Là ai nữa? Dạ. Hiểu tên mày kìa. Ai? Molly rồi ai nữa? Nếu thì đeo tên đi. Nói thì tụi bay tự giới thiệu đi. Tao mẹ tụi bay hả? Nhưng mà mày mày nói mày giới thiệu mà. Tao chịu nhóm mà giới thiệu nhóm rồi được rồi. Tụi bay tự giới thiệu tụi bay đi. Rồi rồi. Tụi tao chỉ thể hiện thôi chứ không có nói được. Thể hiện cái gì bây giờ? Mắt tao nói không mà mình tao nói vậy? Rồi rồi rồi. À dạ con là thành viên thứ hai. Con tên là No. Yes. Dạ con tên OK. Đến với cuộc thi chiếp hôi tự tin đó thì các em làm gì để thể hiện sự tự tin của mình đi? Dạ, em sẽ thể hiện sự tự tin của em cho tất cả quý vị khán giả để biết. Em có thể lột áo lột quần của em tại đây. Ê! Mày điên hả? Tao tự tin mà, để thôi tao ơi! Trời ơi! Mình phải làm những cú sốc vậy khán giả mới biết tới, người ta mới để ý tới mẹ tao. Em tự tin giờ như ngoại hình nè, em có thể là làm lố nè, mặc đồ màu sắc nè, đánh son đánh phấn nè, mặc dù em là đàn ông. Tào lao quá đi. Để tao, tao thể hiện cho. Đó, nè quý vị khán giả, đây là mã số 01 của tụi con đó, không cần phải bình chọn đâu, không thích tới đây là chỉ để mọi người biết mà thôi. Đúng rồi, tiền tụi tôi không thiếu, tụi tôi chỉ thiếu danh dự thôi. Nếu tiền tụi tôi đã đi làm rồi, không phải đi thi. Trời ơi, tụi bay điên hết rồi. Tới đây gặp tay giám khảo để chửi mà giám khảo chơi vậy thôi được không? Đó, đó là sự tự tin. Kiểu là lại coi hợp kính. Hả? Cái gì? Bây giờ tụi mình hát đi chứ không thôi bị đuổi ra bây giờ đó. Hát hả? Ừ, hát đi. Tụi em, tụi em ơi, trễ giờ rồi. Ê, tụi em được hát không? Tụi em có quyền hát không? Tụi em có quyền hát không? Hát nè chú. Hát không? Cho tụi con hát nha. Rồi, hát đi. Bây giờ hỏi tên nhóm đi. Sao chú không hỏi tên nhóm tụi con? Giới thiệu rồi mà. Ủa, chưa giới thiệu mà. Tên nhóm đi. Dạ, thưa chú. Rồi, nhóm tên gì? Nhóm tụi con tên là Xì Xú Đám. Tại gì? Dạ, nhóm tụi con tên là Xì Xú Đám. Tại gì? Dạ, tự hiểu đi, đừng hỏi lại. Đọc ngược lại là hiểu rồi ha. Dạ. Khỏi hỏi ha. Dạ, bây giờ tụi con xin hát một bài hát. À, bên này, mày bên này. Phong cách của tụi con là Acapella and more. Acoustic. Acoustic. Hát đi. Rồi rốt cuộc tụi em solo cùng Bolero. Dạ. Bây giờ bài hát gì? Hát nhóm đi, hát tên của nhóm luôn á. Bài hát được mang tên Xì Xú Đám. Yeah, vỗ tay. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xì Xú Đám. Xì Xú Đám. Cắt. À, ông giơ tay đầu hàng luôn rồi. Trời ơi tụi em ơi, ở đây là cái cuộc thi, tới đây mình thi tài năng chứ không phải mình vô đây mình siết khỉ. Ủa, anh đây cái chữ tự tin thì tụi em tự tin vậy đúng không anh? Anh là anh đủ tự tin để làm như vậy chứ giống như tụi em không? Tụi em hiểu sai rồi. Sao là sao anh? Sai, tự tin tức là trước đám đông tụi em tự tin là một cái điều gì đó nó đẹp, nó hay chứ. Ủa, không phải là bây giờ có ai dám làm như tụi em không? Tự tin là trùm luôn nè. Anh là ban giám khảo mà tôi thấy anh không có tự tin. Anh rụt rè, anh mặc đồ xấu hơn tụi tôi. Anh nghĩ sao anh làm ban giám khảo, anh chấm tụi tôi. Ban giám khảo là phải mặc đồ đẹp, đồ ấn ban tượng. Ban giám khảo mà mặc đồ tím than. Trời ơi, tự nhiên dắt màn nhện chi vậy ông? Ban giám khảo thì làm gì đổ mồ hôi hơn tụi tôi vậy? Người đổ mồ hôi đấy là tụi tôi mới đúng nè. Ủa mấy bà nè, không có tự tin làm sao đi chấm mấy người tự tin vậy? Ban giám khảo gì đâu mặc đồ xấu quắc, mặc đồ quê mùa, mặc đồ gì tối thui tôi lùi. Ban giám khảo đâu mặc đồ tím than. Ủa này là gì vậy? Tôi nhùi gì vậy? Tự nhiên dắt màn nhợ lên người làm gì vậy? Trời ơi, nè xì ta ta phải dày nè. Trời ơi, ban cái chữ ban giám khảo còn ghi sai chính tả nữa. An
A-N-A-N kìa. Người ta là A-N-A-N mới đúng luôn các bạn. Chữ xảo người ta giấu ngã lật để giấu hở. Thôi xin lỗi nha, chữ giáp là chữ giờ chứ phải chữ gì đâu nè. Có gì khán giả muốn nghe ban nhạc hát nữa không? Nói chung là đừng có bình chọn nhóm này nha. Bình không chọn là nha, bị quấn. Các bạn tham gia trên lầu ơi. Tôi yêu cầu mấy em ra khỏi phòng thi ngay lập tức. Trời ơi, giám khảo làm gì căng vậy? Đuổi thí sinh ra giờ. Nè, tôi nói cho nghe, giám khảo có thể chửi tụi tôi, có thể đuổi tụi tôi, chỉ cần khán giả bình chọn cho tụi tôi thì nhóm xì xú đá sẽ trở thành quán quân cuộc thi Chiếc Ôi Tử Tế. Yeah! Chụp hình với kỷ niệm là mấy bạn ơi. Trời đất ơi, trời ơi mấy con ơi, mày thi cái chương trình gì vậy? Cái chương trình gì mà nghĩ làm sao mà đi thi vậy hả? Tao nhục muốn chết rồi nè. Bà con hàng xóm coi tao chửi quá trời chửi luôn hả? Quá trời nhiều chương trình tại sao không có thi hả con? Trời ơi, con ơi, người ta chửi má quá trời luôn á. Má coi má cũng nhục luôn á. Má không ngờ nè tụi con đi thi những cái chương trình như vậy. Chíp ơi, tự tin, tự tin quá nhìn đó nè, đúng là chíp ôi tự tin, mày là tự tin nhất á. Người ta chửi dữ lắm hả má? Má không biết dữ không mà má nghe đầy cái lỗ tai luôn rồi. Đội tụi con là nhiều nhất luôn hả má? Chứ gì nữa, má còn chửi nữa mà, má coi mà má chửi luôn á. Má cho con hỏi một câu tế nhị, cả xóm chửi luôn hả má? Có thêm một xóm nữa nó cũng chửi á. Trời ơi, chửi hai xóm luôn trời. Tức là chửi riêng nhóm của tụi con thôi hả bác? Chứ gì nữa. Nhưng mà có trừ ai không chửi không má? Chửi đều hết á. Mày đúng gầy. Đúng giờ. Yes. Ok. Yeah. Yes. Ai da cái gì đau vậy? Vậy con biết hả? Má ơi má. Cái gì vậy? Yeah. Má mà ganh tị với sự nổi tiếng của mày. Cái gì vậy? Má. Nếu mà tụi con nổi tiếng mà trong cái sự mà sạch sẽ đó, đẹp đẽ đó, má còn nở mặt nở mày. Ta còn hãnh diện tôi gánh cái quan chè mà tao nói tao. Trời ơi tôi, bà Tư bán chè, má của con mua lì cũng được. Ba cái trò đó hạnh diện lắm sao? Trời ơi bác ơi, bác không biết cái bây giờ chương trình gì mà người ta càng chửi mà tụi bác càng thích. Bác không có biết rồi, chương trình mà người ta càng chửi là chương trình nó càng thành công và nhóm tụi con càng nổi tiếng, càng có nhiều lượt like. Đúng rồi. Bác thấy không, cả chương trình khán giả con, khán giả có chửi nhóm nào không? Chỉ có nhóm con được chửi thôi. Là điều gây sự chú ý đó má. Má không thấy hả, ban giám khảo người ta góp ý tụi con chửi là xa xả sao má? Trời ơi trời, tụi bay gan quá. Người ta là ban giám khảo, người ta góp ý cho tốt hơn. Mình nghĩ làm sao mà chửi, nhất là cái thằng này nè. Trời ơi, nó còn giặt bụng quá, nó đưa cái bụng cho ban giám khảo nữa. Trời ơi, con thiệt á, tụi này không cản cản là con lột hết đồ ra luôn. Làm vậy mới nổi tiếng. Mày tự tin quá ha. Trời ơi, ban giám khảo người ta mặc đẹp vậy đó. Mà nghĩ làm sao cái thằng quỷ này nè. Trời ơi, nó còn nó bình phẩm bộ đồ của người ta rồi cười hô hô ha ha nữa. Như vậy mới gây sự chú ý. Đúng không má? Cái câu nói của con là hả, lượt coi là cao nhất luôn. Đúng không? Mà cao nhất là có tiền, có tiền rồi. Má, tụi má đuổi đánh bạn con vậy má? Má kỳ quá à. Má không biết đâu hả, bây giờ hả, nhiều người ta càng được chửi càng thích đó, giống như tụi con vậy nè. Thôi, tụi bay, tính ra về tụi mình không có uổng công bỏ học cả tháng nay đầu tư hả? Tụi mình chuẩn bị học phan đi. Nghĩ ra nói khác cho người ta chửi tiếp. Mới nói cái gì? Nói lại má nghe. Dạ, nó nói là nó bỏ học một tháng rồi, nhưng thực sự nó bỏ học 3 tháng rồi bác. Trời ơi cái hình ảnh quen thuộc lắm. Đừng
Trời ơi Mơ ơi, con ơi, má thức khuya má dậy sớm, má đãi đậu, má nấu chè, má đi bán từng gánh một, má nuôi con ăn học, ngay cả cái chuyện điện thoại con thích má cũng phải cắn răng má mua. Một ngày má góp bao nhiêu là tiền cho người ta má vẫn chưa trả hết mà con. Tại sao con bỏ học vậy? Rồi con đi thi những cái chương trình như thế này hả con? Tuổi trẻ bây giờ nó lệch lạc hết rồi sao? Trời ơi anh Đình Toàn ơi, thôi thôi qua cái chuyện này là em không dám làm ban giám khảo nữa đâu anh ơi. Chứ gặp thí sinh như vậy là chắc em tiêu quá à. Thật ra đó, anh Toàn chỉ muốn kể với em một câu chuyện vậy với quý vị khán giả nữa như một câu chuyện cảnh giác nho nhỏ thôi. Chứ không phải tất cả đều là như vậy. Ờ ha, vậy thì được, giống như là chủ đề ngày hôm nay chúng ta là chủ đề xàm phải không anh? Đó, chuyện xàm xí cho nên anh phải nói những cái chuyện xàm xàm với em vậy đó mà. Ôi, cuộc thi á thì còn xàm xí này nọ có thể được, nhưng mà em nghĩ là trong chuyện tình yêu là không thể nào xàm xí được phải không anh? Chính xác, với anh chuyện tình yêu luôn luôn phải là những câu chuyện lãng mạn, luôn luôn lúc nào cũng là love story. Cho nên ngày hôm nay Đình Toàn và Lê Khánh muốn mời quý vị chúng ta cùng đến với những câu chuyện, chắc chắn là có những câu chuyện tình yêu nữa, trong chương trình Danh Hài Đất Việt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long cùng với Z Studio phối hợp thực hiện. Nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao. Cái ao khổ công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau. Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi. Nàng vui con cá quẩy đuôi, cá duyên cá nợ công anh đào vì ai. Nhắc lại chỉ bấy nhiêu, lòng anh bỗng thấy buồn hiu. Cái ao uổng công anh đào, giờ đây còn gì tâm hơi cá ai ơi. Vì sao anh không thấy cá chìm cá nổi chạy đâu? Vì sao anh biết hỏi ai? Cá ơi biết bao ngày đào ao. Ôi trời ơi, đã buồn thì chớ ra đây ca cái bài nó buồn thiệt là buồn nữa, làm sao mà tôi hết buồn được đây trời ơi. Ca ơi là ca ơi, mày ở đâu mày trồi đầu lên cho tao tâm sự một chút xíu ca ơi. Ca bà xa mày đi đâu xa vậy hả ca bà xa? Con quỷ cá này nè, mỗi lần mà muốn kêu nó lên á là phải đọc thần chú. Trời ơi, nó làm như tôi là cô Tắm, nó là cá bóng vậy đó ông nội ơi. Muốn thần chú phải không? Được rồi, tao đọc thần chú cho mày vừa lòng vừa dạ mày nghe cá. Cho miếng nhạc đọc thần chú cho nó trồi đầu lên coi. Trời ơi, ông nội nhạc. Con mệt lắm rồi, con buồn lắm rồi. Đọc thần chú kêu con cá nó kia nó trồi đầu lên, chứ không phải tôi đi quánh giặc ông ơi, cho cái nhạc gì mà cho nhạc nào bình dân chút xíu đi. Ca ca bà xa lên ăn cơm gia nhà ta nghe ca, xin cho ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Trời ơi, nó vẫn chưa hiểu trồi đầu lên nữa kìa. Được rồi, mày không lên phải không? Mày không lên. Ừ.
Trời ơi, tao gọi mày khang hơi mỏi cổ rồi, sao mày chưa xuất hiện vậy? Cá ơi là cá ơi. Ai kêu cá đó? Có cá đây. Trời ơi, thấy ghét chưa? Trời ơi, mày là con cá thôi mà mày xuất hiện cái giọng mày chảnh chẹ quá, mày sang chảnh quá. Mày xuất hiện thôi mà mày tiễn sáu con nô tỳ bưng mày ra nữa làm sao? Trời, mỗi tháng tốn tiền cho nó lắm luôn. Ủa, mày làm gì kỳ cục vậy? Nay làm gì tự nhiên lấy cái miếng gì quấn quấn ăn bụng vậy? Lạnh bụng, mới xuất dầu ở dưới nước lạnh, lạnh lắm. Con cá này, con cá này, ai mà nói nó bình thường, chặt đầu tôi đi. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân nghe sao hỏi nè. Vì sao con khóc? Ê, nó nghe mẹ cá, mẹ cá. Mẹ là con cá thôi, con cá thành tinh, con cá biết nói tiếng người thôi ha. Chứ không phải là bà tiên, bà bụt với trơn trọi ha, nói cái giọng cứ đó. Quên, quên, con quên. Con cô, tại vì con có cái miệng nước ao, con là con cá bóng ở trong chuyện tấm cá. Nói lại nè. Chủ nhân, sao mà chủ nhân buồn, chủ nhân nói con nghe buồn, coi. Buồn, ta buồn, ta buồn lắm cá ơi. Ủa trời ơi, gì? Ta buồn lắm cá ơi. Trời ơi, mày trơn quá mày. Đúng ơi. Trời ơi, cá mà. Chết nhọt ha. Ừ. Về quánh dãy cạo nhớt đi. À, tự nhiên quánh dãy ra cái... Ừ. Không có còn gì, kỳ lắm. Ờ đúng rồi ha, tự nhiên mày tưởng tượng nhân cá này không có dãy khó coi lắm á. Ta buồn, nàng tình. Nàng tình người yêu của ta sắp bỏ ta mà đi rồi. Thấy không, ta buồn. Ta không ăn, ta không uống, ta không ngủ nghe gì được. Bây giờ hai cái mắt ta nó trũng sâu như hai cái hố vậy đó, thấy chưa? Thôi đừng xạo. Xạo gì? Cái này là trang điểm nè. Gì trang điểm cho anh? Nè, không tin không? Nè, quẹt. Ê! Đó, đen thui. Đen thui lùi nè. Gì? Ra nướng. Tao cố tình tao quá trang vậy nè, nhìn cho thảm hại chút xíu. Nàng tình thấy, nàng tình thương ta, quay trở lại với ta hiểu chưa? Giờ tự nhiên mày vạch mặt tao chưa biết nè. Chủ nhân ơi, chủ nhân sai rồi. Sai dữ lắm kìa. Người ta ngày xưa nha, chủ nhân đã bình thường là đã không được đẹp rồi. Mà bà tình bà còn bỏ đi, huống hồ chi bây giờ làm cho nó xấu thêm nữa, bà không có quay về đâu. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là bị phản tác dụng hả? Ừ. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Làm sao? Nói rồi, người ta là cá da trơn, vuốt là tuột, mà sao khoái bám víu cuộc đời người ta quá vậy? Ờ ha, quên, mày là cá ba sa, cá da trơn đúng không? Ừ, bây giờ chủ nhân có chuyện gì, chủ nhân hãy nói cho ta nghe nè. Chuyện là như thế này. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đừng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao buồn thiếu đứng nhìn, bởi lòng đã trót nặng thương. Thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người sau vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cùng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu là xong. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Ủa là chị mới gặp nhau bên ao cá thôi mà đâu có ràng buộc gì nhau đâu mà sao đau khổ vậy? Cái khúc cái chánh dựa nó mới cao trào, nó mới kịch tính kịch liệt nè. Chuyện là như thế nào, kể tiếp cho ta nghe nè. Chuyện là như thế này. Dạ. Bơ tình ơi. Sao tình không có tính gì hết trơn á, trời ơi, vậy tình.
Không lẽ suốt cuộc đời tình cứ nuôi cá ba sa miết vậy sao? Em thích nuôi cá ba sa. Trời ơi, nghe lời tôi đi. Bỏ cái vụ nuôi cá ba sa đi. Tình cứ nghĩ đi, cứ mỗi lần thu hoạch á, tình lội xuống dưới nước hốt cá ba sa, rồi cái nước nó dơ bẩn, phèn nó ăn lên trên người, trên da, rồi trên hết cả cơ thể. Lúc đó nổi mề đay, nổi hột xoàn, còn gì đâu mà nhan sắc của tình nữa, đúng không? Ừ, nhưng mà em thấy có sao đâu à. Em phải nuôi cá để em kiếm đồng ra đồng vô, để em nuôi gia đình em chứ. Muốn có đồng ra đồng vô đúng không? Ừ. Bỏ ao cá, bỏ nuôi cá, lên với tôi thành bà chủ giữa cá được không? Nhưng mà lý do gì mới được chứ? Tại vì à, hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm. Xúc động quá chủ nhân ơi, trời, gặp là con mà là cô tình á hả, là hả, con đi theo luôn rồi. Bởi vì tao nói nha, cái đứa này là con cá nhưng mà cũng là con cá cái, đúng không? Con biết, con nói chung là con là một con cá kỹ tính nhưng không biết tính nào. Không, nói chung là bây giờ phụ nữ, đàn bà, con gái là bao giờ cũng nhẹ dạ cả tin. Trời ơi, cái nết mày, tao nói thiệt nha, tao mà không có tốn công tao nuôi mày từ nào tới giờ nha, là tao cặt mày làm nhiều khúc nha. Tao ướp này ướp kia vô, tao kho tiêu mày, hiểu chưa? Ôi sao vậy chủ nhân, con nói đúng mà. Đúng cái gì mà đúng, người yêu tao bỏ theo người đàn ông khác mà bây giờ mày còn kêu đúng, mày ủng hộ người ta nữa. Ê, nhưng mà nãy giờ con đâu có nghe bà đồng ý hay là bà nói cái gì mà thuận theo ý của ông kia đâu. Không có nói ra lời liền, nhưng mà người ta hành động nó mới ghê hơn nữa, hiểu không con? Hành động sao? Là hành động như vậy nè. Ngờ đâu người là đơn câu, câu cá câu tình, câu cá đa đành, câu luôn tình thương mến. Phú phụ bằng nàng đến với người ta, bởi anh thiệt thà mắc lừa một phen, bởi anh nhẹ dạ ngậm đắng mình anh. Giờ đây tình buông thất thiếu, áo cá tiêu điều thêm xót xa lòng, nghe ai đàn bên xóm con nước ngược dòng, sầu héo trái mù tiếng chim lạc bầy mỏi mòn mình anh. Ao cá còn đây gió ru từng cành, hả? Sao mày chửi tao là con đàn bà lòng dạ chắc nết? Trời ơi, chứ giờ chửi ai, vợ đem có ai chơi ngoài chủ nhân á? Ê con, ủa ai kêu vậy? Hả? Trời ông xã mà, ủa ông bà tình mà. Ủa sao nói gây lộn rồi vậy? Ông xã là sao? Con nói trốn đi. Trốn hả? Trốn hả? Tao phải núp thôi, không nên nằm ngoài này được. Hả? Con về cái hồ bơi con đi. Ông xã ơi, trời ơi, nó mất tiêu rồi không biết nữa. Ông xã ơi, cái ông này tiếng ngáy đâu lớn vậy? À, trời đất ơi, đi ra đây. Ôi say xỉn rồi ra đây nằm nữa hả? Hả, bình tĩnh lên coi, làm gì ngày nào cũng say xỉn như vậy hả? Ủa tôi sao vào đây? Tôi tưởng bà đi theo cái thằng chủ vừa bán cá ba sa rồi. Chủ vừa bán cá ba sa gì? À, thấy rõ ràng bà đứng ngay góc chuối này nè, bụi chuối nè, bà với nó tỏ tình với nhau, nó hát nhép cho bà nghe. Thôi nha, mỗi lần mà say xỉn vô một cái ha, là tưởng tượng ra cái diễn cảnh là tôi đi theo trai rồi hai đứa gây lộn với nhau. Nghĩ sao vậy hả? Ngày xưa ông tưởng tượng không nói gì, còn bây giờ ông nhìn tôi đi nè, cái bụng trên in như vậy nè, đi theo thằng nào? Ai mà biết, lỡ như cái thằng đó nó thích người phụ nữ có một bụng bia làm sao? Bụng bia, nói cái gì cũng trả lời được hết trơn á. Kêu ra đây á, bắt con cá bà xà vô, tôi nấu canh chua cho ăn. Đi ra đây nằm ngủ ngoài đây.
Đi mệt, đi vô nhà đi. Đi vô ngủ đi, để tôi bắt cho. Ông không bắt tôi bắt cho. Đi. Không có đi theo cái thằng chủ vừa cá nha. Đi gì mà đi không biết nữa. Sao bắt được giờ ta? Ở dưới đây hết cá rồi. Hả? Còn một con núp trong góc kẹt đó. Trời ơi, sao phản bội tôi vậy trời? Có hả? Nó núp trong đó đó. Rồi, tôi nhảy xuống tôi bắt liền nè. Thôi, mình... Hả? Mình đừng có xuống đó lạnh con. Mình không theo thằng chủ giữa cá là anh mừng rồi, để anh làm cho. Ở đây, ngồi yên, đứng yên, coi anh bắt cá. Mày hả trời cá? Ơi, tao trời bắt mày nè. Trời ơi! Cái này có đổi lại tựa là chuyện tình ăn con cá. Anh Toàn nghĩ á, cái chủ đề chuyện xàm xí này, mấy cái chuyện xàm xàm là nó hợp với em lắm á. Dạ đúng rồi, xàm là thế mạnh của em mà anh. Em nổi tiếng là Khánh xàm mà. Chắc là Khánh xàm. Thôi bây giờ nghiêm túc, không có xàm nữa nè. Vậy bây giờ anh em chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với xàm. Cái gì giấy? Giới thiệu tiểu phẩm cái xàm xàm hoài á. Xàm là tiểu phẩm thưa anh. Con gái bây giờ thích làm duyên, con gái bây giờ hay giả vờ, con gái bây giờ thích làm ngơ, con gái bây giờ quá thờ ơ. Ô kìa, trời ơi, cảnh biệt ở đây đẹp quá. Hoa thơm, bướm lượn, nước suối chảy róc rách, róc rách, róc róc rách. Trời ơi, đẹp quá. Bắt con bướm nè. Bắt con bướm nè. Bắt con chim nè. Ô, con chim bay rồi. Xinh đẹp, hữu tình như thế này mà tại sao lại thiếu một người? Ủa, tí tí đâu rồi? Tí tí. Tí tí ơi, ai ngáy vậy ta? Ai mà giờ này con? Trời đất ơi, tí ngủ hoài à? Giờ này mà con ngủ, lâu lâu mới được đi chơi, ngủ hoài à? Ở trong trọng mà làm cái gì? Sao không ra đây chơi? Ở trọng mà chết giả, trọng hay sao vậy? Tí tí, muội muội. Thân quê các dương phương, qua đua sắc điệu ghen màu mắt xanh má hồng, thương sắc hương quân thành, đường trần ai nặng mang, vui chôn tâm thân hồng nhan. Ôi sắc tài chẳng quá mệt trời, hoa rơi chốn bùng nhơ. Tâm thân này hiến dâng bao người, nhưng chẳng ai thương à mình. Trời ơi, tí tí. Trời ơi muội, chị đang nằm ngủ mơ một giấc mơ đẹp, thiệt là đẹp vậy đó. Tự nhiên kêu tí một cái chị giật mình quá trời luôn à. Kêu ra đây làm gì vậy bành nói? Ra đây chơi nè, hoa thơm bướm lượn cảnh đẹp như thế này mà không chịu ra, nói nghe nè, tí tí đẹp quá. Trời ơi, không ngờ nha, bà lén lúc bà làm mặt đẹp quá trời luôn à. Ôi, Bảo muội. Hương tỷ. Bảo muội. Hương tỷ. Ủa, Bảo muội Hương tỷ là cái gì vậy? Tại bà giống Bảo Yến quá bà đợi. À, con chị giống Hương Lan. Nè, trời ơi,
hai chị em mình phải vươn lên, phải đi chơi. Dạ. Nè tỷ ơi, ở đây nha, phong cảnh hữu tình, cái gì cũng có, hoa có, bướm có, trời xanh mây trắng, nước chảy róc rách, mà còn thiếu một thứ. Thiếu cái gì? Đốt pháo á là cấm rồi, không có được đốt pháo. Mùi lộn, mùi lộn, mùi không nhớ gì cả. Ôi mùi ơi. Dạ. Hoa đẹp quá à. Trời ơi, hoa đẹp quá thì mình hái hoa đi. Mình hái hoa đi, tỷ có hái đi. Thì hái hoa đi. Hái hoa nha. Dạ. Hái hoa. Hái hoa. Bà nội, trời ơi bà làm như gặt lúa vậy. Hái hoa ta phải hái nhẹ nhàng, nâng niu như vậy nè. Đây là một cành hoa, nhớ chưa? Ô kìa con bướm, con bướm kìa, con bướm kìa, còn bướm, còn bướm, còn bướm, còn bướm, còn bướm. Trời ơi bà nội, bắt con bướm gì mà vậy mà thô bạo vậy? Bắt bướm nó phải bắt như thế này nè. Trời ơi, tỷ ơi, bắt được con bướm bướm rồi, mình phải nâng niu nó. Nâng niu như vậy nè. Trời, bà hát hơn tôi đó nha bà. Tỷ ơi, gì? Tỷ ơi nè, trời ơi, một chiếc trâm quay rước ở đây. Một chiếc trâm. Trâm của bà đó, bà cài nhiều quá đó. Một chiếc trâm trong vườn thuyết, nghe đâu thoang thoảng tiếng chuông ngân. Ở đây tôi gật đầu. Đi qua bên này. Trời đất ơi, vô tuồng đi bà. Dạ. Quên hoài à. Dạ. Ngày xuân con én đưa thoi, tỷ đối đi tỷ. Ngày xuân con én đưa thoi, chị em tỷ muội loi nhoi như dòi. Trời ơi, loi nhoi như dòi đâu mà loi nhoi như dòi, không có thuộc bài gì hết á. Thơ Nguyễn Du người ta hay muốn chết à. Ngày xưa là không đi học phải không? Mệt muội quá à. Muội ơi, cái gì bên kia vậy muội? Trời ơi, tỷ ơi tỷ. Tỷ có thấy gì không? Thấy gì đâu bà nội. Trời ơi, một câu đối kìa. Không có thấy gì hết trơn á má. Trời ơi, bà đuôi sao bà không thấy bà? Tao rõ ràng ràng vậy mà mày không biết chữ hả? Bà để chỉ... đọc cho nghe nè. Nó quá trời luôn rồi, bà biết bà chỉ cái nào. Đây nè, câu đối nè. Không thầy đố mày làm nên. Tỷ đối đi tỷ. Không thầy đố mày làm nên. Làm thầy mày không nên đố. Trời ơi, cái này là ngày xưa không có đi học phải không? Tao mệt muội quá, cái gì muội cũng bắt bẻ tỷ hết trơn á. Muội nhớ nha, muội là em của tỷ đó. Dạ, muội là em, nhưng mà muội học giỏi, còn tỷ hả? Tỷ là son phấn lụa là cả ngày, không là học bài gì trơn, không có thuộc bài gì trơn ha. Bà mới không thuộc đó bà. Dạ. Bà không có nhớ gì cả. Dạ. Bây giờ tiếp nha. Dạ. Muội ơi. Dạ. Lâu lắm rồi cha mới cho chị em tỷ muội mình ra đứng đường. 300 thưởng ngoạn. Đứng đường thưởng ngoạn. Đứng đường. Muội giận. Thôi, muội đừng có giận. Muội giận. Thôi, muội đừng có giận. Muội giận. Giận đi. À, hết giận. Ôi trời, ma quá vậy. Dạ. Ơi, muội ơi. Ha. Mẹ nhân. Mẹ nhân. À, hữu tình, hữu tình, hữu hữu hèm. Sao mới ra mà ăn nhậu liền vậy? Thằng này chắc nó nhậu dữ dội lắm. Tại nó thèm rượu. Ôi, gặp hai mỹ nhân. Ôi, nhìn hai mỹ nhân, ta muốn thân bại danh liệt. Trời ơi. Sao vậy? Không, nhưng mà ta thích thật. Ôi, hữu tình, hữu tình, hữu tiêu mì. Rồi sai nữa rồi, nó sai hoài vậy. Ta đói quá. Ta đói quá, xin lỗi. Nó có cái gì nó sai sai. Đói bụng, đói bụng, đói bụng. Ôi, ngon xanh xanh,
nước xanh xanh, cá tanh tanh, xin chào hai bà thím lanh chanh. Trời ơi, nó kêu mình hai bà thím kìa. Vô duyên quá. Trời ơi, làm đứng hình. Nó thích xịt keo người khác. Làm đứng hình luôn gì đâu. Hữu tình, hữu tình, hữu hữu tình. Xin lỗi nữa. Ôi, ở giữa chốn đô thành xa quá lộ liễu như thế này lại có hai mỹ nhân. Trời ơi, con gái nhà ai mà sao nó đẹp hơn cái chữ đẹp nữa vậy trời. Và đẹp tự nhiên á. Dạ đẹp lồng lộn. Thôi, nhưng mà phụ mẫu ta nói rằng những người con gái đẹp thường là do hồ ly tinh quá thành. Hai bà nội này xấu quá, chắc do cày tinh quá thành quá. Mày nói gì mày? Mày nói gì vậy? Tí làm gì mà đơ như là cây cơ vậy? Hả? Hôm nay sao mà hiền lành dữ vậy? Vô duyên quá. Đi về đi. Không về. Tỷ chịu được. Trời ơi, bà mê trai thấy sợ luôn gì đó. Hồi nãy giờ nói chuyện muốn rụng mỏ luôn. Mà chưa biết hai nàng tên tựa gì vậy? Dạ, tựa của thiếp là Thúy Kiều. Sở dĩ thiếp có tên là Thúy Kiều là tại vì ngày xưa phụ mẫu muội. Phụ mẫu muội. Trời ơi là trời. Cái này nè, ngày xưa là không chịu học tiếng nói sân khấu nè. Hư quá đi à. Phụ mẫu muội. Tao biết mà chứ mày. Nói mày à. Mày thích giận mặt người khác lắm hả? Mày hay quá. Tiếng nói mày hay quá. Không nhớ. Nàng ơi. Thì mũi nàng. Trời trời trời. Trời trời trời. Trời trời. Trời ơi. Lố lố lố. Dạ. Tiếp nạt luôn. Dạ. Nàng nạt mất phương hướng à? Dạ đúng vậy. Dạ không phải đâu, lộ nguyên hình đó. Dạ lộ nguyên hình. Dạ. Vì phụ mẫu của muội quen nhau với cầu Kiều, đẻ ra muội mới đặt tên là Kiều. Tên gì liên quan quá vậy bà nội? Nàng áo hương, nàng tên tựa gì? Dạ, không giấu gì công tử, thiếp tựa là Thúy Dân. Thúy trong thâm thúy, Dân trong Thúy Dân, có nghĩa là Thúy Dân thâm thúy. Ôi, cái tên rất là ngang ngược. Gì đâu ngang ngược. Trời vô ơi. Duyên dễ sợ cha mẹ người ta đặt sao thì người ta là người ta có cái tên vậy thôi. Tôi nãy giờ tao quê mày lắm đây nha mày. Nha, nói lắm mày tự nhiên anh ghét dễ sợ. Mễ Nhân, Mễ Nhân. Hả? Này lại hiện nguyên hình nè. Dạ. Lâu lâu thiếp mới hiện nguyên hình. Chỉ là nàng nạt hớ nữa phải không? Dạ, hớ hoài. Dạ. Thưa với hai nàng. Còn dạ. Ta họ Kim, trong Kim Chỉ. Trọng là của Trọng Dụng. Kim Chỉ luôn được trọng dụng. Tên ta là Kim Trọng. Trời. Ta là em út của Kim Tan. Hả? Em của Kim Tan. Đúng, ta là em út của Kim Tan. Ôi bà. Ôi bà. Ôi bà là chút chút đồ. 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 Hú thà. Xịt khói. Ờ hai nàng làm gì mà làm tra tấn cái lỗ tai ta dữ vậy? Dạ em có Kim Tan mà. Hú thà. Jamaica. Biết Kim Tan không? Mũi mũi. Dạ. Mũi mũi có biết Kim Tan là ai không? Kim Tan là ai vậy tỷ? Trời ơi đúng là không có đi học. Kim Tan là một nhân vật lịch sử trong võ tắc thiên của Nhật Bản. Trời ơi cũng may quá nó. Ta là em của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn mới dịch sao ạ? Ôi hai nàng ơi ta thật là vạn hạnh vạn hạnh khi biết được hai nàng. Hôm nay trời đẹp quá. Hai nàng như con cá đang bị ướp nước đá. Ôi ta thật thích quá vì bài thơ cũng khá. Trời ơi cá ướp đá là sao vậy tỷ? Là sắp trào máu đó bà. Trời ơi ta đẹp chiên đó. Ta nói đùa với hai nàng thôi. Dạ. Thực ra ôi nhìn hai nàng ta, ta muốn thân bại danh liệt nữa. Nàng ơi ta có thể mời nàng một tuần rượu có được chăng? Trời ơi một ngày rượu là muốn chết rồi, một tuần rượu chắc đem chôn quá.
có sự hiểu lầm nhòe ở đây đó. Dạ. Một tuần rượu ý tôi nói là uống một tuần sao chịu nổi. Không, là một tủ rượu đó, một tủ rượu. Trời đó, đúng ơi, không? Một chai là trà máu rượi, một tủ uống sao hết. Không, là một chung đó, chung rượu à. Là một chung là đó, một tủ đó, nó là chung nó sang, thật ra là một chung rượu đó, hiểu không? Chung nói tủ, ai biết được. Lại hớn nữa à. Bữa nay sao kiếm hớ liên tục vậy? Ngày xưa không có đi học, ngày xưa không có đi học nha. Ta mời rượu hai nàng chẳng hay có được chăng? Dạ, tì mùi liều yêu đào tơ. Một chai 5 lít tỉnh bơ như thường. Bỏm nhậu hả? Nào bỏm nhậu hả? Bỏm nhậu hả? Dạ, vì chàng em uống. Tưởng nàng là bỏm nhậu chứ. Ôi, duyên là do trời định, phận là do người trao, hạnh phúc là do ta tự nắm bắt. Nhưng tóm lại, hên xui. Là sao vậy tỷ tỷ? Là giống như xổ số vậy đó. Duyên số mà giống như là xổ số. Dạ. Hên thì trúng. Dạ. Mà xui thì trật. Dạ. Trúng là trời cho mà trật là trò chơi. Trời ơi, ôi ngưỡng mộ quá. Hai mỹ nhân là ta ngưỡng mộ quá. Dạ. Ôi chắc hai nàng cầm kỳ thi họa rất giỏi, 10 phân vẹn 10 có đúng không? Dạ biết chút chút à. Người ta gọi là leader có phải không? Leader. Ôi vui quá, vậy thì hôm nay mình có thể đối thơ có được chăng? Đối thơ kìa. Dạ. Mùi vậy bị đối thơ kìa tỷ. Thúy Kiều là chị Thúy Dân, hồng nhan đạt phần giang truân một đời. Tới nàng, nàng đi, vỗ tay làm gì, tới nàng đó. Nàng, nàng phọt thơ đi nàng. Thế em phọt à? Nàng phọt đi. Tới tao hả mày? Dạ. À, gì, chị nàng nói gì, nàng gì vậy? Tới tỷ hả mùi. Dạ. Nhiều khi nói chuyện với nàng tưởng như là nói chuyện với giang hồ vậy. Dạ. Em dạ, lâu lâu lộn với em gì đó. Mời. Thúy Kiều là chị Thúy Dân, nàng sao nữa? Sao nàng nói đi. Con quỷ dân chắc chắn là người thân con quỷ kìa. Nàng ơi, thơ của nàng có tính chất gây buồn nôn đó nàng à. Ôi nhưng mà ta thích thật. Xin lỗi, lâu lâu ta cũng bị hớ. Dạ có. Ôi, ngày em sẽ cầm tù cái quạt của chàng. Giờ tới mời nàng, ta mời nàng hãy ra thơ đi. Chong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió, em chỉ cười khi nơi đó có anh. Ôi vạn hạnh. Chong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió, em chỉ cười khi nơi đó có anh. Cây chỉ xanh khi cành cây có lá, hay quá. Anh chỉ cười khi bia đá khắc tên em. Rồi là sao? Ủa giờ trụ ẻo nàng chết hả? Trời ơi. Ủa, xin lỗi, ta bị hớ. Xin lỗi nàng. Làm cho tỷ tỷ của ta đứng hình nữa kìa. Ta làm quen mình chưa có gì hết trơn mà cho mình leo lên bàn thờ. Xin lỗi nàng. Ai dạy mày vậy? Xin lỗi nàng. Xin lỗi. Đưa tới chơi nãy giờ tao nhịn lắm rồi đó nha. Thôi, con lại. Xin lỗi bà nội. Nết. Thơ, đố thôi hoài à. Bây giờ không có đối thơ nữa. Mà huynh, tỷ và muội mình đối ca vậy. Ôi, đối ca là môn của ta đó. Dạ. Vậy mời chàng. Thà như con cá chết trên bờ đá, thà như con dê chết trên bờ đê, đừng như con chó chết sông nằm đó. Sống mà không ăn chết thành lăng quăng, sống mà không dê
chết thành bề đẹp. Ôi hay quá. Yeah. Mũi. Dạ. Hành nghề. Dạ. Con gái bây giờ thích làm thiên, con gái bây giờ hay giả vờ, con gái bây giờ thích làm ngơ, con gái bây giờ quá thờ. Yeah, sắp bà tối tối, sắp bà tối tối. Trời đất ơi, chết. Không cho ai ngủ hết trơn à. Chết rồi, bà Phật Trang, bà đã tới rồi, bà đã tới rồi, kìa bà đã tới rồi. Chết rồi, bị bắt hiện. Trời đất ơi, ba ông nội quần trúng. Suốt ngày ở canh đoàn ngủ còn lấy đồ của cô Cú Đào tránh kép tránh ra hát là sao vậy? Đừng có mê, đừng có ham, cứ phấn đấu suốt đời cũng không được lên đào được kép đâu ha. Trời ơi, sao lại không được lên đào kép? Đời người ăn ước mơ đúng không? Làm 20 năm rồi nó có nổi tiếng chưa? Nè, tôi giả bà một cái cho cái mặt bà vuông như hộp phấn bây giờ nha. Sống với hộp mơ, bây giờ là quần chúng chính, là từ nữ chính, còn mai mốt là thành đào kép chánh chứ sao? Lúc đó thì còn hay ha. Bây giờ lột đồ trả tôi đi, tôi làm Phục Trang mà, tôi mệt quá mà. Bữa nào tôi cũng phải giặt đồ, tôi ủi đồ. Rồi sáng sớm bị Ngôi Sao nó chửi cho mặt nữa. Tại mấy người không á, lấy đồ dơ đồ người ta vậy á, lột ra trả. Trả từ từ chứ làm tí ghê vậy. Vô trong lột đi. Trời ơi, cũng công nhân với nhau, cũng quần chúng với nhau, không làm tí ghê quá. Thượng đội hạ đạp quá. Ủa, bình thường thôi mà. Làm cái nghề này có câu làm sao? Tân bốc ngôi sao, trà đạp quần chúng. Trời ơi, bất công dễ sợ. Ráng phấn đấu đi, tụi mình cứ rèn luyện đi. Sẽ có một ngày mình sẽ nổi tiếng, thành ngôi sao. Thành ngôi sao. Chào lúc đó rồi hay ha. Bây giờ lột đồ trả tôi. Trời ơi, bà chửi mình lột quá. Lột đồ. Mấy đứa này dở lắm. Người ta canh má 3 giờ khuya, người ta lập mới 12 giờ, chưa có ngủ say đâu. Chờ tôi đi, tôi sẽ làm điêu thuyền. Thầy! Trời ơi! Ảo tưởng ha! Bà 3 giờ bà cũng rèn luyện như người ta. Ảo tưởng. Ôi! Ảo tưởng sức mạnh. Mốt đi em nổi tiếng, mọi người ủng hộ cho em nha. Nhớ ủng hộ cho em nha. Một ngày chị sẽ nổi tiếng thôi, ráng cố gắng thôi. Danh hài đất Việt mang đến cho khán giả tiếng cười sảng khoái với những danh hài, những nghệ sĩ và ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam. Công lực của nhà ngươi thật sự là gì? Tuột canxi. Những tiết mục được dàn dựng công phu mới lạ. Mà Phương đã có thai rồi thầy ơi. Có thai. Thầy ơi, thầy là thầy không coi được con của thầy á. Tí gà đi chua cho cốc đi. Chỉ lại đi tía, có cây cốc nào mà không chua không tía. Chữ nợ chữ duyên nay đã không còn tròn, thì sớm gì chấp thuộc tình anh em quá cao. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhảy. Nhảy đâu? Nhảy dây. Còn ước mơ không nhiều, 30 tờ vé số của con, cho con trúng độc đắc đủ 30 tờ nha. Không sao hết. Vậy ông uống nước gì ông nói đi, rồi con sẽ nói với chào bố. Nhớ chiều nay cho con trúng độc đắc nha. Ta không phải là thần tài, ta là thần cờ bạc. Cái gì? Thế thì nghe là ông chủ. Bye bye ông bà nha. Bé ơi bé ơi bé, bé cứ vui với ai, bé cứ vui cùng ai mà xem bé bánh trăng. Đẹp tựa trong giấc mơ, em bước ra giữa đời, dịu dàng như bức tranh nàng xuân đến đây. Lần đầu ta thấy em, nghe trái tim muốn như ngừng đập, mây gió tan giữa đêm vắng dịu và yếm quấn thân em.
buồn hả? Bao nhiêu thế kỷ nay ta là team mùa xuân, đem mùa xuân đến cho mọi người tô điểm biết bao nhiêu là cánh hoa đẹp đẽ. Nói như vậy đó, riêng ta tàn tạ xấu xí như vậy nè. Đẹp tựa trong giấc mơ, em bước ra giữa đời, dịu dàng như bức tranh nàng xuân đến đây. Lần đầu ta thấy em, nghe trái tim muốn như ngừng đập. Mây gió tan giữa đêm vắng, dịu và yếm quấn thân em. Trời ơi. Mình trải đồ ra mình ngồi đỡ vô quần áo. Anh đi mình nít đi anh. Ta nói ai? Gì? Đúng vậy hả? Dạ. Cái tà áo được kết thành bách qua mấy cái tà này. Bây giờ hả? Tưởng phong nền chụp hình hả? Gì selfie hả? À xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Trời ơi. Em biết ai đây không? Quen lắm, một cái nét này nó lạ, nó độc mà nữa. Nó hiếm, nó hiểm, nó sao mà thấy quen lắm. Trời ơi, vậy mà em không nhận ra hả? Ai vậy anh, nhân vật nào? Bà già. Hả? Già mà viên chúa nữa. Ủa sao bà khóc vậy? Bà bị nấc, đây con chữa cho bà. Cha. Dạ. Con khóc đó cha. Ủa? Dạ. Khóc quá hả? Con nấc đánh trào đờm ra vậy hả? Dạ xin lỗi bà. Không phải tôi là bà già đâu. Ai vậy? Ta, bà tiên mùa xuân. Em ơi nghe, hồi nào tới giờ mình cũng tưởng tượng là bà tiên sẽ rất là đẹp ha. Nhưng dạ, mà đôi khi mình phát hiện ra đời không như là mơ em ha. Dạ đúng rồi. Bà tiên mà trong, đó là trong tranh, trong truyện, trong phim. Dạ. Còn bà tiên này thật sự ngoài đời nè. À. Bây giờ mùa xuân mà đúng không? Dạ. Phải đi cho cây đâm chồi nảy lọc. À. Phải ban phát niềm vui cho mọi người. Vậy sao bà sủ? Thì cho người ta riết mà. À. Đâu có ai cho vô đâu. À. Cho nó sủ vậy luôn nè. À. Trời ơi. Tóc bạc trắng nè trời ơi. Thấy thương quá ha. Nói nghe bà Tiên, nãy giờ bà Tiên mệt chưa? Mệt rồi. Nói nghe bà Tiên đi vô nghỉ cho hai anh em tôi đỡ mệt mắt đi. Ờ. Chứ xấu quá là nhìn nhức mắt luôn vậy đó. Thì cái nãy giờ không đủ vô sớm. À. À. Vừa cao thì vừa sủ, nhức đầu quá bà Tiên à. À. Trời chứ bà Tiên mà ta vậy. Đi đi. Dạ, à. Ban phát niềm vui cho hai con. Hey! Hey! Anh ơi, bà Tiên mùa xuân đó đó hả? À. Nếu như em gặp bà Tiên mùa xuân như vậy chắc thôi em ngủ đông suốt ngày cho nó lành. Nói đùa vậy thôi chứ anh em chúng tôi cũng phải gửi lời cảm ơn đến Hải Triều và Vũ đoàn Phương Việt. Đinh Toàn và Lê Khánh xin được chào mừng quý vị đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long cùng với Z Studio phối hợp thực hiện. Em buồn quá à. Sao vậy? Em buồn cho Hải Triều quá à. Em ủa bộ nãy Hải Triều mang guốc té gãy giò hả? Anh nói tầm bậy không mà Tết chứ tới nơi mà nói xui quá trời luôn à. Đi song sổng vô anh đuổi vô ở đâu ra mà bị gãy giò. Ủa vậy thì Hải Triều đi bình thường mà có gì đâu buồn.
phải, em buồn cho nhân vật Hải Triều thể hiện là bà Tiên mùa xuân à. Tuy là hơi lầm lố một chút để mọi người quên đi cái xấu của bà Tiên, nhưng mà sự hy sinh thầm lặng của bà Tiên á, không có ai nhìn thấy được á, thì rất là buồn à. Cho nên là bà Tiên bà hơi làm lố lố lên để mọi người chú ý tới cái xấu của bà, đúng không? Dạ đúng. Thì vậy bây giờ em cũng vậy đi, em cứ làm lố lố lên mọi người sẽ thấy em xấu. Anh nói gì vậy? Em đang nói về nhân vật Hải Triều thể hiện chứ đâu phải là nói về em đâu anh Đình Toàn. Anh chọc chơi em thôi, hiểu không? Không có vui gì hết à. Thường vậy nè, em phải thấy là mỗi người sẽ có một vị trí, một vai trò khác nhau, và họ lựa chọn cách ứng xử khác nhau trong xã hội. Về công việc cũng vậy, có rất nhiều lý do để chúng ta làm việc. Có người làm việc vì tiền, có người làm việc vì một lời hứa, hoặc là vì một ai đó, hoặc là có người làm việc chỉ vì cảm xúc của bản thân mình thôi. Nói như anh Đình Toàn thì Khánh cảm nhận là giống như là nghệ sĩ chúng ta nè, làm việc bằng cảm xúc nè, và bằng những gì mà tốt đẹp nhất muốn gửi đến quý vị khán giả. Và không phải chỉ anh em chúng tôi không, mà những người đứng sau sân khấu, những người có những sự hy sinh thầm lặng mà chúng ta không thấy được mặt của họ, họ cũng cố gắng làm sao thể hiện được những cảm xúc thật nhất để gửi đến quý vị khán giả. Và với ca khúc Lũng La Lũng Liễn Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Thúy, đã mở đầu cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với chủ đề Câu chuyện ngày xuân. Và đó cũng là tên của một tiểu phẩm mà quý vị sẽ được xem sau đây. Xin mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm. Qua thu rụng, quét hoài cũng rụng. Quét mãi nó cũng rụng. Quét miếng nó cũng rụng. Quét hoài nó cứ sạch sành xanh, sạch sành xanh, nó là sạch sành xanh, sạch sành xanh. Oh. Ôi! Dạ con chào bà. Nè. Dạ. Đầu năm đầu tháng hay chưa? Dạ. Mày làm ơn làm phước mà đừng có nói cái chữ gì mà sạch sành xanh hay chưa, tôi kỹ hay chưa? Dạ bẩm bà. Ai cho quét nhà? Dạ. Ai cho quét nhà? Dạ thưa bà, thì lúc nào bà cũng muốn là nhà cửa của mình phải sạch sẽ, sạch sành xanh mà bà. Nữa. Mày làm ơn mày bỏ cái chữ đó, chứ anh cho tao đi kia chưa. Sao vậy bà? Đã nói là đầu năm đầu tháng, làm ơn kiên cử giùm cho con đi. Giả lại là không được quét, mày quét cái kiểu này là tài lộc của tao như nó ra hết, mày hiểu chưa? Trời ơi, phải chi ngày nào bà cũng kiên như vậy thì đỡ cho con qua. Thì tao khỏi mướn mày luôn. Dạ. Tao không hiểu làm sao á, mà chồng tao rước mày từ dưới quê rước lên để... Mày quay qua tao coi cái mép. Dạ. Bông ở đâu mà thấy quen quá vậy? Dạ bẩm bà, sự thật thì trước khi con dâng bông cho ông thần tài và ông địa, con có lén bứt dài cành và... Trời đất ơi, bông tao chưa cúng, mày lé mày gắn lên đầu của mày rồi à. Một lát làm ơn gỡ xuống cắm lại bàn thờ cho tôi nghe chưa? Dạ. Ăn mặc kia mà kỳ lạ vậy? Tết mà bà phải cho con mặc áo dài chứ. Đâu mà có áo dài này? Dạ áo dài của bà đó. Đeo bông đâu mà có? Dạ đeo bông này là tiền lương tháng trước con mới xin ứng của bà đó. Dạ. Hèn chi, chưa tới tháng là đòi xin ứng lương, chưa tới tháng là xin ứng lương. Dạ. Trời ơi, đầu năm đầu tháng tím rìm vậy đó hà. Mày tao cấm mày nha, không có ứng lương nghe chưa. Mày đứng ở làm gì? Dạ chứ con làm gì bà. Mày hồi nãy giờ mày quét bao nhiêu rác, bây giờ mày lùa lại mày đem đi nhà hết cho tao. À, ý là bà muốn xả rác đầy nhà mình đó hả? Đúng 3 ngày tới cho tao. Dạ con sẽ chiều theo ý bà. Hey. Trời ơi ông thần tài ơi, con cầu xin cho trúng vé số độc đắc, sắm căn nhà đủ mén đi. Ai mà nó tùm lum vậy? Trời ơi, mén. Mày làm cái gì vậy? Dạ thì con làm theo lời bà mà. Bà nói là phải có nhiều rác trong nhà thì mới có nhiều tài lộc. Con đang rải tài lộc lên đầu bà đó. Con rải nữa nha. Mày rải chỗ trà lên đầu tao thì có. Dạ. Đi đi. Bà khó khăn với con quá hà. Bởi tao nói cái phận người ăn kẻ ở mà. Giàu quá mà ác quá. Coi chừng thất đức đó. Thiệt tình, không hết biết à. Nghĩ sao mà cho chồng mình rước nó tự dưới quê lên. Báo không chứ làm gì. Ông à,
Đang thay đồ. Làm gì trống vậy? Lẹ lên đi. Thay đồ. Vụ gì? Mùng 1 Tết mà kêu làm gì? Kêu ông ra để mà sửa soạn đó ông thần tài. Ủa bộ tính đi đâu vậy? Đi theo mấy bạn quýnh sạp xám chơi. Cái gì? Đầu năm đầu tháng ông đi đánh bài rồi hả? Trời ơi, đầu năm đầu tháng quýnh một bàn bài mà thắng là thắng một năm. Thôi đi, dẹp đi. Tối ngày cờ bạc, ông nghe người ta nói hả, cờ bạc là bác thần bần. Làm ơn ở nhà cho tôi, đón ông thần tài tới. Bà làm như bà hay lắm, bà mua giấy số, bà đánh số đề. Còn đi mau hơn tôi luôn. Đây, nói số đề mới nhớ. Qua nằm mơ. Thấy gì? Thấy tự nhiên thấy tôi lội nước á. Người ta thường thường nói là lội nước là lội tiền phải không? Đâu ông giải giùm tôi coi, lát tôi quất con số đề coi. Bà lội xuôi hay lội ngược? Nước á thì nó xuôi mà tôi lội ngược á. Lội ngược lên non có nghĩa là rầu xăm. Sao? Bà chuẩn bị lên núi rồi đó. Lên núi làm gì? Thì lên núi thì trốn trốn nợ chứ làm gì. Trời ơi xui bỏ xui làm ơn làm phước đầu năm đầu tháng, đừng nói mấy cái chữ đó giùm tôi, cái được không? Chứ bà đánh số đề hoài mà xong trốn nợ được. Ủa thì tôi đánh ít thôi còn hơn ông. Ông đánh bài có bao giờ thấy ông đem tiền về không? Trời ơi, tôi quýnh bài với mấy thằng bạn tôi, chuyện quýnh chơi chơi chi đâu có nhiêu đâu. Tôi không nói nhiều, ở nhà để đó ông thằng tài tới. Bởi vậy nhà vậy con lại ông thần tài, vàng bạc con đã cúng ông thần tài hết đầy đủ luôn rồi đó. Đây nè, cục nào cũng đấy nặng ký ghê lắm, tiền cũng có nữa. Đây mấy tờ giấy số của con nè. Dạ, con ước mơ không nhiều, ước mơ nhỏ nhoi đơn giản thôi. Đây nè, 30 tờ giấy số của con, cho con trúng độc đắc đủ 30 tờ nghe. Dạ dạ. Tham dữ quá bà ơi. Nói nghe nè, tôi ngủ chút rồi, tối tôi mới về tới cái kêu rồi. Ở đây ngồi vậy. Ngủ thần tài à? Đi ngang qua thấy ông nằm ngủ vậy á, ông thần tài bỏ đi luôn làm sao? Dạ. Chứ tối giờ tới có liền giờ đó. Tối giờ chưa ngủ miếng nào hết á. Để làm mở nhà chị. Trời ơi tắt nhạc rồi. Tắt nhạc chung nhạc con chạy nó mệt ghê luôn. Thiên tăng tới nguyệt, miên tăng thọ, xuân mãn càng khôn phúc mãn đường, cùng chúc tân xuân nè. À, ai ạ? Ừ? Bạn bà hả? Bạn tôi đâu rồi vừa mặc đồ ngộ vậy? Cái gì? Ủa, ông ai? Ngươi không nhận ta là ai à? Quen hả? Sa tăng. Cái gì? Đeo mấy cái cục này là giống sa tăng. Sa tăng gì mà có mấy cái này ông nội ơi, khổ quá. Nhìn kỹ lại coi. Thần tài. Ông là thần tài thiệt hả? Trời đất ơi, thần ngồi xuống thần. Bởi con dòm là con nghi gây liền. Ủa mà nói nghe nè, mấy năm trước thần tài mặc áo đỏ, năm nay thần tài sao mặc áo vàng? Đổi màu hôm bữa đi. Thay đổi màu có gì đâu mà lạ. Miễn là... phải là thần tài không? Không, ta không phải là thần tài. Thần tài hả? Vậy ông uống nước gì ông nói đi. Rồi ông coi rồi đó, cái bàn thờ của ông hãy cho con cúng đầy đủ hết đó. Bây giờ nha, ông uống nước gì á, rồi con sẽ rót nước cho ông uống. Nhớ chiều nay cho con trúng độc đắc nha. Con mà trúng độc đắc hả, thần tài muốn cái gì cũng được hết á. Giờ ông uống nước gì? Ở nhà có cái gì? Nói ta nghe. À, có rượu nè, bia nè, bánh ngọt nè, rồi nước suối nè, trà đá nè. Thần muốn uống cái gì con đưa liền á. Cái gì? Bánh tét. Bánh tét ăn không được đâu. Ăn vô nó bị tét cái miệng làm sao. Thôi thằng Tài không biết ăn đó. Dạ uống cái gì? Cho tao uống nước suối thôi. Nha. Mẹ ơi lấy chai nước suối mẹ ơi. Rượu tao uống nhiều rồi. Mà dạ. Thôi khỏi đi. Khỏi luôn hả? Tao uống xong rồi. Mẹ ơi dạ. Khỏi mẹ ơi. Khỏi ha. Dạ. Không uống rồi mẹ ơi. Để tôi chạy vô tôi coi coi có cái gì đem ra cho thần Tài nha. Nhìn con mắt thâm quầng. Yeah. Hơi thở dồn dập. Yeah. Mới thua bài đúng không? Không có thua mà lỗ vốn. Lỗ vốn. Lỗ vốn là thua chứ còn gì nữa. Dạ thua hết rồi, còn này lỗ vốn còn mớ. Còn mớ. Dạ yeah. Để dành ha. Yeah. Để từ từ thua nữa ha. Đúng rồi. Quýnh rảnh quá. Buồn ngủ quá. Hả? Quýnh sáng đêm buồn ngủ quá. Cái gương mặt của ngươi thì ngủ hay thức thì cũng nguy trang. Dạ. Dạ nên vì thế cho nên vô quýnh bài với mấy bạn nó lừa hoài à. Vậy sao? Nó tưởng tôi ngủ nó lừa, ai ngờ tôi còn thức. Vợ đâu rồi?
Trời đất ơi, cúng nhiều dữ ăn. Cúng dữ đi. Bây giờ ông cho con trúng số đi. Con đốt kìa. Đốt ông cũng còn trái nữa mà. À khoan. Dạ. Ngồi xuống đây nói chuyện chút đã. Dạ ông thần tài. Nói cho bà nghe. Dạ. Chồng của bà hiện giờ tôi biết là mới vừa thua 10 triệu. Cái gì? Ê, lộ vốn chút thôi, có gì đâu, tôi ông này nhiều chuyện ơi. Tôi không có nhiều chuyện. Tôi nói vốn nhiều chuyện. Ta là thần, thì ta có chuyện gì ta phải nói, ha không? Ta còn biết trong người ổng bây giờ còn đang giấu 50 triệu trong người. Cái gì? Ông làm nhiều chuyện hiểu rồi. Hiểu không tao, chứ chứ vô anh giữ 49 triệu à. Ông xài hết 1 triệu rồi. Hả? Hả? Ông giữ tiền đi đánh bài hả? Đi với mấy bạn cho vui. Trời ơi là trời. Hồi đó giờ người đánh có bây giờ người thắng bây giờ chưa? Thắng thua bình thường. Ha ha, tao nói cho ngươi biết. Mỗi lần ngươi thua đó là không nói. Nhưng mà ngươi thắng đó là những cái con bạc nó chỉ tung cái tuyệt chiêu ra để nó dụ ngươi đánh tiếp thôi. Hiểu chưa? Dạ. Ông nghe thần tài nói không? Hả? Rồi. Cờ bạc có bao giờ ông thắng không? Ông đem tiền đem bạc ra ngoài đường á. Ông đổ tiền vô cho tụi nó ăn. Ông thấy chưa? Rồi biết rồi. Ta đã nói rồi, ta không phải là thần tài. Ông bà cứ nói tao thần tài hoài vậy. Chứ ông là ai? Nhìn thì không biết hả? Ta là thần cờ bạc. Cái gì? Hả? Cái gì? Ông nói ông thần gì? Thần cờ bạc. Giờ đến đây làm gì? Là ví dụ như ông đi chung tôi là tôi đánh đâu là thắng đó phải không? Cũng tùy. Ôi vậy, vậy giờ tôi cổng ông đi theo tôi lên mấy bạn quýnh bữa rồi. Cổng nổi hôn mà cổng. Tôi kệ cũng ráng lết lết đi. Ông đánh cái gì nữa hả? Trời đất ơi, thua bao nhiêu tiền rồi bây giờ tính bán nhà luôn hay sao? Bà ngu quá. Có ông thần tài ông này đi theo quýnh là ăn. Đừng có cãi gì hết. Nói cho hai người biết. Thật ra đó, hai người có biết tại sao ta ăn mặc như vậy hay không? Tại sao, tại sao? Thường thường thần bài là ăn mặc không có sang trọng. Đâu có nhiều vàng dòng đeo như vậy đâu. Và chỉ cũng nhờ các người hết. Hồi xưa đó, người ta đánh bài, người ta chỉ đánh vài đồng lẻ thôi. Thấy không? Còn bây giờ á, ví dụ vợ chồng ngươi nè, đánh lớn, thấy không? Nhiều khi đánh cả nhà, cửa, ruộng đất luôn. Nhờ vậy mà ta tiền thu nhập ta tăng gấp bội. Cho nên ta mới có tiền ăn mặc sang trọng như nhưng vậy. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi đánh bài hết á. À, bà không đánh bài. Nhưng mà mê đề đốm thì cũng vậy. Thấy thấy chưa? Ta không ngại nói cho hai người biết. Hồi nãy ta vô đây đó là không phải ta chúc mừng gì đâu. Ta vô ta nói chúc mừng là lịch sự thôi. Thật ra ta muốn thăm cái nhà này để coi bây mốt cái người bán ta có cần sửa chữa gì không đó mà. Ý ông nói ông là ông vô đây để mai mốt là vợ chồng tôi bán nhà vì gì ba cờ bạc vậy hả? Bà đừng có cãi. Thần tài đã cho ông bà cơ hội có tiền bán đất, mua nhà, mua cửa, xây tạo dựng tự nghiệp, sự nghiệp như vậy. Vậy mà ông bà mùi chồng á thì cờ bạc, vợ thì đề đốm, thì làm sao mà còn tiền bạc trong tương lai, thấy chưa? Sớm muộn gì nhà này cũng thuộc về ta thôi. Nói hết chưa? Đó, bà thấy không? Ông nói hết chưa? Bà thấy không? Nói hết rồi. Mén! Mén nào? Mén! Đây có thần mén sao? Mày xách cỏ trà ra đây. Cỏ trà làm gì? Quét sạch rác cho tao. Kẹp cái chổi gì vậy? Dạ, tại con sợ nhà dơ cho nên phải kẹp cái chổi đi như vậy. Hay lắm. Ủa bà ơi, chưa Tết mà lân sư rồng vô nhà mình sớm vậy bà? Mày nhìn sao mà ra lân sư rồng vậy mày? Cờ bạc á, quét sạch cho tao. Quét đi hả bà? Để cho con. Khoan. Mén con. Ủa sao biết tên luôn hay vậy? Ta là thần mà, cái gì ta lại không biết. Ủa thần gì? Ta còn biết chồng con tên gì đó mà. Trời ơi, thần lầy quá vậy thần. Dạ. Con có muốn chơi cờ bạc với ông không? Chơi dễ thôi, bún thung ăn tiền. Ăn nhiêu thần? Bây giờ nếu mà con thắng, dạ, thì ta sẽ đưa cho con 50 ngàn. Hả? Còn nếu con thua, con chỉ đưa cho ông 5 ngàn thôi. Trời ơi, cái kèo gì mà dễ ăn quá vậy? Chơi luôn, xuống sát với ông luôn. Bây giờ sao? Chơi ở đây không có tiền à. Có nhiều người ta không có ưa. Đúng rồi, chơi ở đây thanh thiên bạch nhật quá. Ra trước cổng à. Nếu mà con ăn, ông sẽ tăng tiền lên từ từ, thấy chưa? 50 thành 500. Trời ơi! Đi! Đi đi! Thấy đi không? Lên đi đi! Lên cái gì? Mẹ. Lên lên lên! À lên ha! Rồi! Mẹ đi. Đừng có nghe lời ông chủ! Bye bye ông bà nha! Mẹ đi nha! Mẹ! Chết rồi ông ơi! Con mén này bị ông cờ bạc dụ dỗ rồi ông ơi! Cái lỗi này do bà đó! Bà đánh số đề cho nó thấy rồi nó bắt trước! Thì cũng là lỗi do ông!
Tại vì ông đi cờ bạc tối ngày, ông chịu chăm sóc gia đình. Rồi tôi cứ nghĩ là tôi đánh đề để tôi vui chơi thôi, chứ đâu ngờ thua dữ vậy. Tôi cũng nghĩ là đánh với mấy bạn giải trí, ai ngờ đâu mà thua. Thôi bây giờ nhờ thần cờ bạc nói ra vậy, tôi với ông mới sáng mắt ra. Bây giờ còn có cái nhà đó, rồi thua cờ bạc, rồi thua đánh đề, rồi cho bán nhà tôi, ông có nước ra ngoài đường mà ở. Giờ tôi với bà thề đi. Tôi bỏ. Tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi bà. Lỗi của tôi. Lỗi của tôi. Tôi đã nói là lỗi của tôi mà. Tôi đã nói là lỗi của tôi mà, tôi xin lỗi, lỗi ông. Con mẹ. Giờ ta chẳng còn chi, tay trắng tay mặt ôi, đời bạc gian lắm phũ phàng. Mẹ ngồi mẹ. Tiền của kim như nước rồi cũng xa trôi. Nè, cái gì vậy mày? Cái gì vậy hả? Mày làm gì vậy? Nói cho bà nghe coi, tại sao ăn mặc kỳ cục vậy? Sao tóc tai te tôi vậy hả? Bà ơi, con lỡ xuống xác với ông thần bài bạc vậy đó bà. Con sạch sành sanh rồi bà ơi. Không mấy bà cho con ứng tiền luôn tháng sau được không bà? Đi đánh bài nữa hả? Dạ. Chưa chừa hả con? Chưa sáng mắt ra hay sao mà con đòi đi đánh bài nữa? Con bị dụ á bà. Rồi bây giờ muốn dụ thêm nữa hả? Không có, con gỡ lại bà ơi. Không có gỡ được đâu. Con thấy ông không? Dạ. Ông đã thua như vậy rồi á, bà đánh đề bà thua như vậy rồi á, mà con còn đòi gỡ là sao? Thôi, đi vô lát hai đồ đàng hoàng đi. Dạ. Mày cầu tao đi, chiều nay mặn thần tài cho tao trúng số á, tao cho mày tiền để về quê làm vốn buôn bán hay chưa? Trời ơi, con cảm ơn bà nhiều lắm, con đội ơn bà. Dạ. Không vô nữa hả? Ủa, ai nói vậy bà? Vô bà lấy bà tiền lẻ đưa cho ổng đi. Tết nhất là ăn xin nó cũng khác thôi bà. Xuân vẫn còn dài, hướng đến tương lai khởi đầu mới. Tết dù quá ngắn, ngoảnh nhìn lại bỏ lỗi xưa. Trời, ăn xin mà cũng biết nè. Đâu vậy, đứng đây đi rồi tôi lấy tiền đi cho. Vô chỗ ta ngồi. Gì vậy? Ai vậy bà? Ngồi. Ai vậy? Nè. Cậu gì vậy trời? Cậu là ai vậy? Vô nhà tôi làm gì đi ra, rồi tôi cho tiền cho. Ủa, nhìn gì cũng chưa biết ta là ai nữa hả? Là ai? Ta hân hạnh giới thiệu với các người, ta chính là thần dê chai. Mày ơi, ta thần tài nè. Thần tài gì ăn mặc cái ghê vậy cha? Thần tài ốm nhớm nhất vậy trời ơi, vợ kìa. Tôi ăn mặc vậy là do gia đình mấy người đó. Sao vậy? Sao vậy? Suốt ngày gia đình làm thì ít, tiêu xài thì nhiều, ăn chơi thì nhiều. Tôi là xém bỏ đi căn nhà là căn nhà này nó bay luôn á. Hên là biết hối lỗi tôi mới quay lại tôi chúc phúc cho. Ồ, vậy ông là thần tài thiệt hả? Thần tài, vô thế ngồi thấy giống không? Dạ, con biết lỗi rồi. Sao quá ơi, ông thần tài rồi, cái râu ông đâu? Bị thua thiếu nợ cờ bạc, nhổ tôi hết rồi còn đâu nữa. Trời ơi, đúng rồi, thấy chưa? Dạ, con biết lỗi, vợ chồng con đã biết lỗi rồi, con mén cũng biết lỗi rồi, ông thần tài. Rồi đây con sẽ là bồi bổ cho thần tài mập lại ra. Thần tài đừng bỏ gia đình con bằng thần tài đi nha. Biết hối lỗi là tốt lắm rồi. Sẵn dịp xuân đến, ta xin chúc phúc cho gia đình các ngươi. Mùa xuân lại đến, niềm vui đầy nhà. Gia chủ no đủ, vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài, già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc. An khang thịnh vượng. Dạ, cảm ơn thần tài. Ta cũng chúc. Có ai bán nhà không? Mẹ. Đập ông đi. Đập ông đi. Đập ông đi. Mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh Đại Não Thiên Cung. We'll be right back.
ai, bé ơi bé, bé cứ vui với ai, bé cứ vui cùng ai mà xem bé bánh trái. Hơi cô bé, đôi mắt đen xoe tròn, em vừa mơ gì cười vui ngộ thế. Vui lên, hãy vui lên, cười vui lên bé yêu. Vui đi, thật vui đi, niềm vui đến cùng bé. Ha ha, cùng vui ca đẹp lái tuổi áo thơ. Ôi bao thơ mộng mộng mơ thật tuyên. Sao người mà không nói, sao người mà không cười. Hãy đến với anh cùng vui đùa. Thiên thần ơi hãy vui nhé, thiên thần ơi hãy ca hát. Hát mãi mãi bài hát cho tuổi thơ. Ta cùng nhau mà ca múa, ta cùng nhau mình vui đùa. Ta cùng nhau nào vui lên, hãy vui lên này em thơ. Ta cùng vui hoa ca. Hai đi, hai đi, ăn đi tụi con. Hay cho Mỹ Hầu Dương, giỏi cho Mỹ Hầu Dương, dám đại náo thiên cung. Tội mi đang chết nơi trần gian, mi tới đây làm rối cung đình, gây bao trái ngang. Xin nghe bao lời ngộ không muốn đâu. Im đi mi đừng gian ca, ta không hề tin mi. Mi gây điều tai ương, xin nói đi. Lòng khi nông nao thiên cung quá tàn quan thiên đình, vì muốn bay trong dương gian thoát qua bao cơn hạn. Không đổi nghèo lắm than, vẫn sống trong niềm lộng hành. Lộng thì sao, làm gì được lão tôi. Còn thác thích nữa kìa. Hãy cho ngươi. Ngươi sao? Tề Thiên, tại sao lại đại náo thiên cung? Tại đại náo thiên cung là có lý do. Bây giờ ở đôi thiên đình này, ai là đàn ông đã nói chuyện với ta? Ta không nói chuyện với đàn bà con gái. Đàn ông à? Ừ. Đàn ông. Hả? Đàn ông. Đàn ông đâu rồi? Đàn ông đâu rồi? Hiểu rồi. Trời ơi, cái kìa. Cả một thiên đình mà không có một gã đàn ông nào làm hết. Làm cái gì vậy? Ông Lê Gia Long. À, ông Lê Gia Long mà. Náo loạn cung đình. Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi, cái con khỉ này nè, nó vô thiên đình mà nó náo loạn. Trời ơi, nó phá hết trơn gì đó hà Ngọc Hoàng. Chuyện gì? Dạ, dạ thưa Ngọc Hoàng, thôi Dương Mẫu đang bị bệnh á, để thần thiếp thay Dương Mẫu nói giùm cho ạ. Ủa ta bệnh hả? Dạ. Sao không lấy thuốc cho tao uống? Định đưa cho Dương Mẫu đó, ai ngờ nó vô nó quậy cái thần thiếp quên luôn à. Dạ thần thiếp thủ sẵn rồi nè. Ủa nhưng mà khoan, đứng đó đi. Thuốc gì vậy? Thuốc trợ tim. Ờ đưa đây. Dạ. Ủa mà khoan, đứng đó đi. Tao đâu có bệnh tim đâu mà đưa thuốc cho tao uống bệnh tim. Hả Hằng nha. Ôi, không đen đen nữa. Hiện binh thiên tướng, bắt con khỉ lại cho ta. Nhanh lên, bắt.
Ngọc Hoàng ơi tôn ngộ không, đại tha tiên cung là gì, có bao nhiêu điều quẩn ức, xin cho ngộ công càng tỏ đôi lời. Xin người dằn lòng nghe qua, thoát mang khi tấu tình vân trần gian, bao người còn đang sống đời lầm than, trong khi nơi đây hàng năm xa qua yên tiệc với bao cuộc vui. Khi bà thế gian bao người khóc than, bao nàng đôi ly hoành hành ấy giờ. Lời người phớm quang khiến ta thấy lòng hoang mang, sao bao tấu trình lên muôn người trần gian sống đời bình an, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Sở dĩ tôn ngộ công đại náo thiên đình là vì quốc cức trong lòng. Bấy lâu nay Ngọc Hoàng chỉ ở trên trời, còn ngó xuống cái trần gian đâu mà biết cảnh hàng vạn sinh linh đang thống khổ, bão lụt, thiên tai, mang trời chiếu đất, bệnh tật triền miên, ung thư này ung thư nọ, nghèo quá không có tiền thuốc chữa trị. Trong khi đó trên thiên đình hàng năm mấy người tổ chức đại hội bàn đào, tập hợp về đây các chư thần chư tiên đông đủ. Về đây đông để làm cái gì? Ăn nhậu thôi chứ làm con khỉ gì? À, quên. Cha quên, con khỉ là mình. Ăn nhậu thôi. Làm như vậy có đúng không? Ăn quả đào tiên, sống trường sanh bất tử. Sống lâu, sống lâu để làm gì? Mấy ông, mấy bà, sống lâu để làm gì? Nói cho nghe coi. Sống lòng có ích lợi cho dân không? Có ích không? Không có ích cho dân. Vậy sống chi? Trong khi ăn đào tiên, thay vì mấy ông mấy bà bớt ăn đào tiên lại, để dành những trái đào tiên đó làm gì? Chế ra linh dược, phát xuống trần gian để giúp cho dân nghèo thoát bệnh triền miên. Hạ thần nói như vậy có đúng hay không? Ngọc Đế, Ngọc Đế dám trả lời câu không đúng không? Ông nói đúng thì trời ông khô máu liền á. Ông nói đi. Này Ngộ Không. Dạ. Nín. Lời ngươi nói đúng lắm. Hay dỗ ai với con. Đúng. Ta sẽ xá tội đại náo thiên cung. Nội ơn Ngọc Đế. Ngươi và đàn khỉ con hãy trở về trần thế và hãy xem ta sẽ hành động. Này Tây Dương Mẫu, ta truyền lệnh 10 năm mới tổ chức hội bàn đào một lần, 9 năm còn lại nàng hãy lấy những quả đào tiên, nàng hãy cho người bào chế linh dược và ban phát xuống trần gian trị bệnh cho những người nghèo và hiền lương. Dạ tuân lệnh Ngọc Đế. Ta cũng xin cảm ơn Tề Thiên đã làm cho ta thức tỉnh. Hỡi trần gian, từ nay ta sẽ dùng đào tiên để bào chế loại linh dược. Người trần gian sẽ có linh dược này để chữa những căn bệnh nan y cho những người lương thiện. Hỡi ơn Tây Dương Mẫu, ngươi hãy dùng tài trí và đức độ của mình ban phát khắp trần gian. Xin vâng lệnh Ngọc Đế. Ông ấy, anh kiếm người nào mà hợp ý với anh á, anh về ở với người ta luôn cho rồi đi, cho đỡ cực em đi.
Ủa sao em giống má anh quá vậy? Sao vợ? Trời lúc nào em hỏi cưới vợ chưa, chừng nào cưới vợ, trời đất ơi. Ủa anh ơi, cái câu này là em nói lại câu của bác mà. Ủa vậy hả? Mỗi lần em qua thăm anh á, cái gì bác nói làm ơn tìm người nào mà phù hợp với Đình Toàn giùm bác đi con ơi. Thôi được rồi, anh sẽ ráng tìm, nhưng mà không biết đủ duyên không nữa. Thôi bây giờ anh đi nè, em đi luôn không? Ủa em đi với anh chi? Quyết định đi, em mau quên quá, hai anh em mình phải cùng đi. Tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ cùng đi sông đất đầu năm. Chùa á, chùa, ôi chùa đâu? Đem rượu khác ra đây. Hết rồi, chùa. Trời ơi, anh Tổn ơi, anh Tổn đừng có uống nữa mà. Cái gì mà sai bét nhè vậy? Sớm mơ tới giờ là mấy lít rượu luôn rồi. Không, hôm nay á là tôi phải sai. Sai cho quên trời, quên đất. Thôi mà, thấy chưa, thấy chưa? Quên ngày, quên tháng, quên tên, quên tuổi. Chùa ơi là chùa ơi. Chùa ơi là chùa ơi. Chùa ơi, cô có biết không? Cái gì? Ngày mai em Hồng đã đi lấy chồng. Trời ơi, sao tên Hồng chi để lấy chồng cho nó vô dần dữ nè chùa. Chuyện nợ duyên mấy ai mà biết trước. Nhiều khi yêu nhau tha thiết, nhưng số phận mỗi người khác nhau. Mấy ai được trọn vẹn duyên tình. Còn với Hồng thật và yêu nhau, nhưng có nợ mà Hồng có duyên thì hãy coi nhau như là bè bạn. Có chê u buồn mà nhau nhé sai xưa, hãy quên đi một mối duyên đầu, coi như hai người chưa quen biết nhau. Chữ nợ chữ duyên nay đã không tròn thì sớm duyên thân thuộc tình. Lần sau bà hát bà lòn xuống dưới được không? Không được. Bà giống lên chi nghe nó xét quá vậy bà nội. Trời cho nó tha thiết. Thì hãy coi như là tình anh em. Anh em bà lên xem á. Tôi hỏi cô nè, ở trong cuộc sống á, từ tình bạn chuyển qua tình yêu á thì được, mà thử từ tình yêu chuyển qua tình bạn coi đứa nào làm được không? Cô làm được không? Không. Vậy sao khuyên ta? Vậy mới khuyên người ta. Mình làm không được, mình khuyên mới hay. Thôi, bây giờ quên Hồng đi. Không, tôi không để quên Hồng. Tôi thích màu hồng. Tôi yêu hòa bình, tôi ghét chiến tranh. Ủa, đàn ông con trai mà thích màu hồng là coi lại cái giới tính đó nha. Thôi, tôi ghét Hồng. Ghét Hồng, nó ghét Hồng. Tổng ghét Hồng. Sáng Hồng, anh là Hồng, anh không có ghét Hồng. Anh yêu Hồng, anh yêu Hồng. Ông ơi, ủa sao em đổi màu cam vậy Hồng? Tôi mới đổi màu. Ông ơi, anh yêu em. Anh yêu em đa tiếc. Ông ơi, đừng có đi lấy chồng Hồng ơi. Sao anh ra nông nổi vậy nè? Em đừng có đi lấy chồng, đừng bỏ anh được không? Em cũng thương anh dữ lắm. Nhưng mà Gián đã đóng thuyền rồi anh ơi. Anh đi đâu hả? Đâu hả? Anh đi kiếm cây kìm. Vậy vậy? Anh nhổ hết đinh cái thuyền ra, anh đóng lại cái thuyền khác dễ sợ hơn, đẹp hơn. Em theo anh. Thôi đi cha nội. Ông, anh không chịu. Ông ơi, anh không có chịu đâu, anh không có muốn xa em. Ông ơi. Nhưng anh ơi, đó chẳng qua là phần số. Phần số ơi, phần số. Tương lai hỡi tương lai, trách cuộc đời có một không hai. Ta là người đến trước, tại sao lại thành kẻ đến trễ? Má Lương Tổn, chúc hồng Lương Tổn. Lương Lương Mẫu ấy, cái đầu lâu chứ Lương Mẫu. Hai người vừa vãi thôi, ở đâu ra mà chúc với
là lương tỏn ở đâu hả? Má, tối ngoan con cúng định liệu lương cho ba chút anh đài. Tỉnh giùm tôi đi, máu đâu ra máu đây nè trời ơi. Ông ơi, ông ơi, anh biết rồi, tất cả mọi chuyện á là tại thầy ba, tại thầy ba mà ra cái gì mà an mạng rồi, cái gì mà sát mạng, cái gì mà thiên ca, cái gì anh không cần biết cái gì hết á. Tại ông nói ra nói vô làm sao á để má em không gả em cho anh. Anh đi qua nhà ông thầy ba, anh cho ông biết tay anh. Thôi em xin anh đừng có làm như vậy mà. Anh à, anh sai quá rồi. Sai à? Không đâu em, nhiều đấy mà nhầm nhỏ gì. Anh còn nhận ra em mà sai cái nỗi gì. Anh xót xa trong lòng khi mất em. Dù cho bão tố phong bay đất bằng có nổi lên cơn sóng dữ thì trái tim em vẫn trọn đời chung thủy thề sẽ bên anh cho đến hơi thở sau cùng. Ông ơi, anh không chịu như vậy đâu. Nếu phải chia tay em, anh sẽ mượn dòng sông kia mà quyên sinh tự vẫn. Đăng An Tuấn, làm gì vậy? Làm gì vậy? Cản anh. Tôi nhảy sông tự tử. Trời ơi, cái dòng sông cạn tới đầu gối vậy cha nội. Xuống dưới rửa cẳng rồi lượm giùm tôi mấy nắp son luôn nghe. Nghe. Hù ai vậy hả? Hù tôi à? Không nhảy sông nữa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nhảy. Nhảy đâu? Nhảy dây. Trời ơi, thấy nó ghê chưa hông? Em bỏ nó đi, nó khùng quá rồi bỏ nó đi. Tổng à, bình tĩnh lại đi mà. Ông anh sẽ không cô bình tĩnh. Cô chú ơi. Cốc. Cốc khổ quá chú ơi. Sao mà cốc khổ, vô đây nói chú nghe chuyện gì? Tía tôi bắt gả tôi cho một người mà tôi không hề yêu. Bởi vì cuộc tình duyên tôi lận đận quá. Tôi khổ quá chú ơi. Gì vậy? Anh cốc sắp lấy vợ rồi. Tôi khổ quá, tôi phải nhảy xuống sông tôi chết cho rồi đi. Đừng cản. Đi. Tại sao? Xuống sông sẵn nhặt luôn mấy nắp nồi của bà luôn ha. Trời, nước sông có tới đầu gối vậy bà nội. Chua. Anh cốc, mà tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Tại sao tía của anh bắt anh gả cho người khác là sao? Trời, vậy mới nói cuộc tình tôi đau khổ lắm. Người đó là ai? Thì đó, cô Hồng đó. Ra là Hồng hả? Trời ơi, trời ơi, tao giỡn. Trời ơi, cô tôi giờ đứng lên làm gì kỳ vậy? Nó
anh phát hiện rồi, nó chính là tình địch. Người mà em phải lấy thì đây là nó. Hiểu lầm mà, hiểu lầm. Bây giờ cớ sự sao nè, bây giờ đầu đuôi sao anh kể khúc giữa tôi nghe. Dạ, chuyện là vậy nè. Để tôi thở đã. Trời ơi, tôi nghe lời tía tôi từ bến vàng qua đây cưới vợ, mà tôi đâu có biết mặt vợ tôi là... tính hết ra sao, hiền dữ như thế nào, và tôi có ngờ đâu ông bị ép buộc chuyện hôn nhân. Bây giờ hiểu rõ đầu đuôi, tôi không muốn làm khổ cho Hồng, nhưng không biết làm cách nào để quỷ bỏ cuộc hôn nhân. Sao suốt ngày bà hát đâm hơi vậy bà? Cho nó quan trọng. Nó quan trọng cái vấn đề, tức là mình phải nói thật ra để cho mọi người cùng biết. Bây giờ cách này là cách nào? Cách làm sao? Giúp giùm tụi em đi, tụi em đang rối quá. Chua, theo Cốc thấy là chỉ có một mình Chua ở trong đây là thông minh sáng suốt thôi. Chua có thể nào, Chua tìm cách nào giải quyết vụ ba đứa tụi tôi không? Cô Chua, cả xóm này cô nổi tiếng là thủ đoạn gian manh. Cái gì? Thông minh à, nên bị cô giúp giùm tụi tôi đi cô Chua. Khó quá à. Khó mới nhờ cô, đi suy nghĩ đi Chua. Rồi. Nghĩ ra cái gì để giúp tôi đi. Thôi đủ rồi nha, tôi đang suy nghĩ mà anh cứ đập đầu tôi hoài á. Bao nhiêu cái suy nghĩ nó văng ra hết trơn rồi đó. Văng ra mình lụm lại. Đó. Đủ rồi, nó đã trở về với tôi rồi. Tôi thông minh lại rồi. Sao? Như vậy ha, tôi có cách mà ba người có dám làm theo tôi không? Yên tâm, vì tình yêu của mình tôi sẵn sàng hy sinh. Nói đi chị, tụi em làm hết trơn á. Vì cuộc tình này đơn phương, tôi sẵn sàng liều chết hy sinh tánh mạng. Đó, đi á. Đi. Sao? Đi nha. Quyết định tất cả cùng làm. Cái gì vậy không biết nữa, sao ơi, đi tới đi lui rồi lấy cái chung để đây, tưởng rót nước tôi uống rồi đi tiếp. Cái gì giống như khùng như điên, bà đi tới đi lui ngồi tôi chóng mặt tôi xỉu bây giờ đấy nè. Trời ơi, sốt quá. Cái gì, bình tĩnh đi. Ây chà. Anh ba ơi. Cái gì? Hay là giờ vậy nè anh ba. Sao? Trời lên cao quá rồi, để đàn trai đứng ngoài hoài tội nghiệp quá, cho họ vô đại đi, chứ không thôi chút xíu nữa là nước rồng cạn nước tới đáy rồi xuồng ghe đâu có tấp vô được. Sợ nắng phải không? Dạ. Sợ nắng là mấy người đó mệt mỏi phải không? Kệ, tới không đúng giờ là phải vậy. Nghe lời tôi đi, trễ một giờ, trễ một khắc cũng nguy hiểm cho cả cuộc đời của tụi nó. Bây giờ muốn tụi nó sống đời ở kiếp hay muốn tụi nó chết liền đây? Có cãi cãi thôi không làm nữa. Thôi trời ơi đừng. Muốn làm gì làm đi, đừng nói. Thôi đừng giận. Trời ơi thầy ba ơi đừng giận. Thôi. Không phải là giận, nhưng mà cái gì tôi coi kỹ lắm, tôi coi đâu đó đàng hoàng mà cứ cãi cãi. Muốn làm gì. Thôi mày tin mà tin. Rồi. Cái gì đó. Rồi đúng vậy. Có gì đâu uống. Ai tay tôi. Ủa trời ơi chưa tới giờ sao vô rồi anh ba. Để nó tôi. Kính chào quý vị. Chào hỏi cái gì, đi đâu đây? Ồ, hỏi mới lạ đó. Tôi đi rước dâu chứ đi đâu. Dâu. Trời ơi, anh Năm ơi, thầy ba đã coi rồi, phải đúng ngày, đúng giờ, đúng khắc thì mới đúng lễ nghi chứ anh Năm. Trời ơi, đúng giờ, đúng khắc cái gì chị Sáu ơi. Tôi vô đây là muốn nói tình nghĩa với chị, chứ mà chiếu theo lễ nghi á thì tôi vô đây làm cái gì? Thông cảm đi, cho tôi rước dâu sớm đi mà. Khoan đã. Bữa nay được sự ủy nhiệm của cô Sáu, tức là
xuôi gái đây. Tôi thay mặt nhà gái mà tuyên bố, nếu như đàn trai không đúng lời hẹn ban đầu, đến giờ đại kiếp mới rước dâu về, xin hãy cảm thông, không thể bỏ qua cái chuyện rước dâu. Đây là luật lệ, rượu này tôi nhận, nhưng phải chờ thêm đúng ngọ mới vô. Thầy bà quá đáng, tôi đã cạn lời, trời chưa nước rút không thể vô dầm, lẽ nào rước dâu mà lại để cho thiên hạ hai bên lỗi sình coi sao được. Anh nên suy nghĩ lại, thuận cho rước dâu sẽ đẹp dạ hai bên. Không, không là không, tiếng Mỹ là no. Tôi nói được là được, tiếng Mỹ là yes. No, được. No, yes. Trời ơi, thôi thôi, nói gì hả? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh năm, anh ba bình tĩnh. Anh ba ơi, anh ba ơi, lễ vật cũng đã lỡ vô rồi, thôi nhận rượu lễ đi rồi mình nói chuyện sau ha anh ba. Được, bước qua đây. Dạ. Để lấy lời của Sáu. Rồi, lễ vật có gì? Để xuống đây coi. Để xuống mấy đứa. Cao vậy là không đúng rồi. Dạ. Cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi. Cái gì giờ này trời? Trời ơi. Trời ơi, anh Nam ơi, làm ăn gì kỳ vậy nè? Bây giờ giờ sao giờ thầy ba? Không có chăng sao gì hết á. Vậy là anh Nam nè, tôi không ngờ anh chơi trò tiểu nhân, muốn cho banh đám cưới cô Hồng, thì sao lễ rượu lại là như thế? Bình nhau ở đâu sao chơi nguyên canh rượu? Rõ ràng anh hận tôi nên giở trò phải không? Tôi đâu thèm chơi trò trẻ con, chẳng qua do rủi ro bất ngờ. Đàn trai đi từ tờ mờ sáng, nước xoáy đền đè mới tông vô cồn, rượu trà rớt xuống sông, còn cái này anh có chịu lấy không hả? Đừng có giỡn, tôi đã nói rồi, nó phải là có nhau này, rồi có đàng hoàng, rồi có chung rượu đàng hoàng, có mâm đó mà. Tự nhiên đưa nguyên cái canh rượu ở đây là muốn đàn gái là bộn nhậu hay sao? Nè, anh nói vậy là sai rồi. Sai sao? Ha, rượu nào chẳng là rượu. Rượu uống vô là tất cả đều chung một cái là say. Đồng ý, nhưng rượu hàng, rượu quán không uống, rượu phải đàng hoàng. Ở đây tôi phải nói là tình nghĩa mới là chánh. Không có đem ba cái rượu cao rồi quá. Kiếm chuyện, anh kiếm chuyện với tôi hả? Không muốn kiếm chuyện với anh. Thôi, 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 anh Nam ơi, anh Nam ơi. Trời ơi, cứ hỏi mà anh làm vậy chết tôi rồi, anh Nam ơi. Bình tĩnh, để tôi. Bây giờ nè, anh sai nhiều thứ lắm. Tôi sai chỗ nào? Nói cái rượu không là sai một thứ nè. Cao. Cao tôi đã nói rồi, phải không? Là phải là buồn cao 200 trái. Anh chơi thung cao không tới 200 trái. Anh đi kiếm đi. Tôi đưa tiền cho anh đi kiếm. Thời bố giờ mà kiếm cái buồn cao rồi có 200 trái hả? Không cần biết. Ông quỷ hả? Không quỷ gì mà ai không biết. Đó là chuyện của anh. Còn không là đi về tiễn khách, đi về rước dâu mà không có dâu. Ủa, ai nhớ có về ra làm gì tôi đi giờ hả? Cao bao trời ơi, cao bao không tin. Đây nè, đứng đây mày đi đâu lâu vậy? Cái gì mày nói bình tĩnh. Còn mày đám cưới mà con nói cái gì cấp báo con ghê quá. Trời ơi, dì ơi, dì ơi. Con Hồng nó đã bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại hai bức tâm thư. Trời ơi, con gái tôi nó đã bỏ đi rồi. Trời ơi, làm sao anh ba? Nó bỏ đi hỏi nó chứ sao tôi biết được. Đây là lá thư mà Hồng gửi cho dì Sáu. Trời ơi, còn trời thầy ơi, ba con... ơi, đây là lá thư của thầy. Thư viện của tôi bảy. Ai gửi tôi chi? Không phải con Hồng gửi cho thầy đâu, mà là của con Phương, con gái của thầy gửi cho thầy đó. Phương, con gái tôi đã gửi cho tôi. Dạ. Cái gì vậy trời? Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Ơi, mày làm cái gì mà anh đây mà cấp báo hoài vậy mày? Dạ, tại vì cái tin này nó cũng khủng khiếp vô cùng, nó khẩn cấp lắm. Đói. Mọi người ơi, chú rể cấp và cả anh Toản cũng bỏ đi luôn rồi. Cái gì? Chú dạ. Đây, thằng cậu. Dạ, để lại một lá thư cho thầy ba nữa. Thầy. Ủa, hãy đọc đi. Sao không gửi tôi? Không, anh Toản gửi cho thầy ba. Cái này Toản. Dạ. Này Phương, này dạ. Toản. Trời ơi, dạ. Con không biết thử đọc dùm gì á. Dạ, để con đọc. Để em Hồng viết cái gì đây? Em Hồng viết là: Má kính yêu, khi má đọc thư này thì con đã ra đi. Con xin chịu tội bất hiếu với má. Con không thể lấy người con không yêu làm chồng. Xin má hãy tha thứ cho con. Má ơi, chữ hiếu kiếp sau con xin trả cho má. Dám
trời ơi, con bỏ đi rồi, trời ơi, con ơi, đừng dạy dỗ mèo bạn con mày ơi. Khóc xạo không à? Dạ. Con của bạn mà mày khóc mày xạo. Con xót cho gì sao? Về đây, để con đọc lá thư của anh Tổn. Anh Tổn viết cho thầy ba. Đây này, lá thư này, lá thư này. Tổn, Tổn. Đây, 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 lá thư Tổn này. Tổn. Dạ, con viết con biết mà. Ủa, con nhận con biết mà. Đây, anh Tổn viết như thế này. Nói gì lắm? Ê, thầy ba. Hồng đã đi xa. Và tôi cũng không muốn sống làm gì vì cuộc sống không còn thiết tha. Ê thầy ba, thầy đã chia rẽ chúng ta. Hả? Lại, chia rẽ chúng tôi. Tội ác này tôi ghi nhớ. Chờ thầy nơi suối Giang Khè. Hẹn thầy ngã tư suối Vàng, hẻm 35 xẹt 7 xẹt 4 đường vô địa ngục. Chào thầy ba. Trời ơi, sao anh vậy? Sao anh đâm dọa hôn nào? Thầy ba, thầy ba. Nè, nè, anh làm cái gì? Làm cái gì? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhìn năm mà tôi tưởng Toản. Toản gì? Mặt mà Toản. Đây là ba của anh Cốc mà thầy. Tại sao nó tự dọn nó chết, nó còn hăm dọa tôi nữa sao? Tại sao cái kia? Đây, đọc lá thư của con. Con đọc cho, con đọc cho. Trời ơi, để con. Ba kính yêu, khi ba đọc thơ này, con đã ra đi. Con xin chịu tội bất hiếu với ba. Con không thể lấy người con không yêu được. Bởi vì con đã có thai với người con yêu rồi. Ba ơi, dành biệt ba, con lên đường đi chết. Thầy ơi, như vậy là Phương đòi chết. Mà Phương đã có thai với người Phương yêu rồi thầy ba ơi. Trời ơi, có thai quá. Ông ngoại hả? Thầy ơi, sao thầy làm thầy mà thầy không coi được con của thầy vậy? Trời, thầy không coi. Thật rồi, coi thật hết rồi. Con ơi, con đi đâu? Con ơi, Phương ơi, con về đây đi. Con thương ai chứ cả đó. Bây giờ mày lỡ, mày ra bác xà lỡ bút chi ná. Ông đừng có nói nữa. Ông trả con gái lại cho tôi đi. Trả ông cái coi gì? Cái kiểu gì mà ông nói lấy hình gốc thì tốt. Bây giờ tôi ép duyên con tôi, giờ nó tự giận trả con lại. Trả cái gì mà trả? Trời ơi, dì hứa đi, dì hứa đi, dì hứa đi. Biết có đâu mà trả, con tôi nó cũng đi rồi kìa. Trời ơi, con ơi, con đừng có dạy dỗ con, giờ con về đây đi. Má ơi, má. Má ơi, con về rồi nè má. Má hứa gả anh Tổn cho con ha má. Hứa, thằng Tổn, thằng Toan gì mà má cũng hứa hết trơn. Dạ, anh Tổn tuổi tí á má. Tuổi tí, tuổi gì má cũng gả luôn. Trời ơi, con không có tự nhận. Dạ, con cảm ơn bác. Ba ơi bác, ba thương con với em Hồng đi bác. Tụi con thương nhau mà. Thầy ba cũng thông cảm đi nè. Ê, cái thằng kia, mày đến đây mày. Cái mỏ mày nhiều chuyện. Mày gạt tao hả? Dạ bác đừng có chửi tụi con. Hai đứa con yêu nhau tha thiết lắm. Bác dòm đi, tụi con mặc đồ đôi nè, thấy chưa? Má. Mày dễ thương quá. Dạ. Ở đây nói chuyện đàng hoàng viết thơ ê tao không á. Dạ con mày hẹn tao suối Vàng Khè rồi hả con? Dạ. Thôi anh đừng có nói động tới rễ tôi. Bây giờ tôi chấp nhận nó rồi đó. Con người ta đã về, còn con mình đâu? Ông làm cái gì vậy? Ông kêu con đưa con bướm nó đâu rồi? Con ở đâu? Con ai biết? Cấp báo, cấp báo! Đất ơi, cái con quỷ nó cấp báo rồi. Thơ nữa hả con? Dạ không có thơ mà là lời nhắn thôi. Nói thầy con ơi, Phương á, con của thầy nói là nếu như á mà thầy đồng ý cho Phương lấy Mận á, thì hai người sẽ quay trở về đây cùng với lại cái thai. Còn nếu như mà thầy ba không chấp nhận thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi. Thôi mày kéo lại, mày kéo con trai lại. Không, không, không. Không có ngơi gã gã cho nó ăn Mận, cho nó ăn Mận bên tôi rồi. Nó tạm ứng cho tao cháu ngoại rồi. Bây giờ cho nó kéo gì nó kéo con tao có thai rồi. Được. Kéo cũng gã luôn. Vui quá. Vui cái gì? Dạ vui. Tôi có ý kiến. Dạ. Bây giờ con Hồng nó lấy thằng Toản. Dạ. Phương thì lấy Mận. Dạ. Còn con Cốc, con của tôi đâu? Coi trong hang thôi. Dở nhặt. Trời ơi. Bây giờ mấy trăm bàn tôi đãi đám cưới mà không có cô dâu. Cốc ơi, Cốc à, vậy cái phần cô dâu chú để tụi con làm được không? Thế ơi, con ở nơi đây mà trái tim con và linh hồn còn phiêu diêu nơi chân trời góc biển. Bởi chuyện tình duyên là do con tim rung động, yêu thương kết xe thành chồng vợ. Còn nếu không yêu thì cách nào cục nở mà phải đeo mang cả đời nên sẽ khổ. Còn muốn xây đắp tương lai trong mái nhà hạnh phúc thì phải có tình yêu hòa hợp dương.
lòng. Không, ôi, thiện đi. Thằng Cốc kìa. Cốc Cốc đã bò ra rồi. Thằng Cốc. Trời ơi, Cốc ơi, sao bữa nay bụng mày bự vậy? Gượng nghèo sông bên nhau là sầu hận chất chồng. Nếu như chúng con là những người dũng suy cạn nghĩ mà quỷ hoại thân mình để bảo vệ tình yêu, thì giờ đây những người đã áp đặt chúng con liệu có sướng vui khi con mình đau khổ? Chúng con kính trọng đấng sanh thành dương dục, nhưng xin cho chúng con được quyền chọn lửa bàn trăm năm. Ơi Cốc ơi, bây giờ con đừng có buồn nữa. Bây giờ con yêu ai, con muốn lấy ai, tía cho con lấy hết. Tía nói thiệt á, tía nói thiệt chứ tía ép con không cho có anh. Ép được không, không có ép đâu Cốc. Cốc nói đi tía ơi. Vậy con nói người yêu con rồi tía gả. Tía gả liền, gả liền, không suy nghĩ. Tía ơi, con yêu người trong nhà này nè. Người trong nhà này? Ai vậy con? Ai? Nè. Bà. Cái gì? Ba. Không có được con ơi. Tại sao con lấy bà Sáu được? Chỉ bà mà. Không phải, hiểu lầm. Ê, đằng sau á. Là nhỏ này nè chú. Chưa. Clip hả? Tía hứa nãy với con rồi đó. Tía hứa là con yêu ai tía gả. Giờ tía gả chua cho Cốc đi. Tía ơi, tía nghĩ lại đi tía. Có trai Cốc nào mà không chua không tía? Cốc là phải chua tía. Đúng rồi anh Năm ơi. Ba sao? Hả? Thầy thấy sao? Cốc mà chua mà chấm muối ớt hết sảy luôn. Để con cái đặt muối ớt hả? Dạ. Tác hợp luôn. Vậy hả? Anh coi giùm tôi ngày lành tháng tốt đấy. Không coi nữa, đốt sách rồi bỏ rồi. Không coi trận lất, không coi nữa. Bây giờ quyết định luôn. Sao? Bây giờ anh cứ gả hai đứa này, anh làm đám cưới. Đây làm đám cưới, con tôi làm đám cưới luôn. Mùng ba này tổ chức đám cưới luôn. Cái gì? Anh Đình Toàn ơi, sau khi xem tiểu phẩm rồi thì em quyết định năm nay sẽ cởi mở nhiều hơn. Là sexy hơn hả? Cởi mở tấm lòng nhiều hơn chứ đâu mà sexy. Để làm chi? Để đón những cái may mắn đến trong năm mới giống như tiểu phẩm vừa rồi vậy đó. Đúng rồi, giờ quả thật là những người may mắn thường đem tới những điều may mắn cho những người mình tới sông đất, đúng không nào? Dạ, đúng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chắc kỳ này tao chết quá Đen ơi là đâu Đen. Mày chết rồi không lẽ tao đi lấy chồng khác sao Đậu? Trời ơi. Sáng tao qua bờ ruộng, tao nhảy qua cái ao nó làm cái tẹt một cái. Xong tao về nó rất nhiều là mày. Xong tao thấy một cái miếng dán này nó bự quá. Cái tao xé ra thêm cho nó bằng cái miếng dán này cái tao mới đắp vô. Trời ơi. Mà mày á là vợ thằng Đậu, mà Đậu là con tao, mày cũng là con tao vậy? Thằng Đậu á nó là con của tía. Chứ đâu phải con của con đâu mà tía biểu con vậy. Chừng nào á nó là con của con đi, tía nói một tiếng con dạy nó liền. Trời. Có chồng bà ở nhà thì tôi còn chơi được, chứ có mình bà tôi chơi bún thùng á bà nội. Sớm mai em đi chợ sớm tìm mua một vuông dây trắng mang về mai chiếc khăn ta. Người ta bu nhìn má quá trời quá đất luôn. Lần đầu tiên thấy người đàn bà là có râu. Trời má. Ôi. Má làm gì vậy má? Để tay quay quần cùng còn gì đẹp tươi, còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặp về thành thời. La 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 la.